chương 3600, Trung Dương tất khiêu khích, ba đan sư sơ cấp đến gần, sau khi nghe tình huống, năm đan sư sơ cấp cùng lắc đầu. Trung Dương tất thua chắc, gã không chỉ ăn tát uổng phí, sau đó còn phải quỳ xin lỗi lăng hàn. Ai kêu gã dám bất kính với một vị đan sư cao cấp, đáng đời bị đánh. Không ai lên tiếng nhắc nhở, lăng hàn tỏ rõ sự Trung Dương tất, không ai sẽ mạo hiểm đắc tội đan sư cao cấp đi tặng nhân tình cho gã, bọn họ không bị nhũn não hơn nữa trung dương tất bởi vì tuổi còn trẻ đã thành đan sư sơ cấp nên đắc ý canh kiệu nhiều người gai mắt gã càng không muốn nhắc nhở lăng hàn bình tĩnh nói đánh rồi sao mắt trung dương tất tóe lửa nhưng gã biết nếu đánh nhau thì tuyệt đối không đánh lại lăng hàn đối phương là đệ nhất nhân thế hệ trẻ võ đạo của hùng cứ thành càng quét thông mạch cảnh vô địch gã nhào lên đánh chỉ biết tự rước lấy nhục nhưng đối phương đánh gã thì khác hừ gã sẽ kích thích lăng hàn khiến hắn càng cuồng hơn thậm chí sinh ra sát ý với gã công khai muốn giết đan sư ngay trước hiệp hội đan đạo, mặc kệ Lăng Hàn là đệ nhất thiên tài võ đạo gì đó đều khó thoát chết. Rồi, quyết định vậy đi, Trung Dương tất cũng không biết tại sao mình oán hận Lăng Hàn nhiều như vậy, chỉ vì đệ đệ bị đối phương nhục nhã. Không, phần lớn vì lòng ghen ghét, ganh tị hắn lấn lướt sự nổi bật của gã. Tóm lại Trung Dương tất không muốn thấy Lăng Hàn nữa, gã hy vọng đối phương mãi mãi biến mất. Trung Dương tất sông lên chỉ vào mặt Lăng Hàn, gan chó, ngươi chỉ là vũ phu thô lỗ, dù ngươi là thiên tài thì sao? Đặt trong hùng cứ thành không là cái đinh gì, ngươi đánh thắng hoán huyết cảnh được không? Dù thắng thì sao, trên hoán huyết cảnh còn có cực cốt cảnh, ngươi chỉ là tiểu nhân vật tâm chót nhất, nói cho ngươi biết, ta cố ý dẫn hồ cầu đi từ tâm dược đường, cố ý mang hắn không cẩn thận gặp nữ nhân của ngươi. Với cá tính của hồ cầu chắc chắn tìm đủ cách bắt hoán tuyết vào hồ phủ, ha ha, đến lúc lúc đó ngươi làm sao được. Cứng rắn xông vào hồ phủ, đó là hào môn hoán huyết cảnh, người dám xông vào sẽ bị chém chết tại cửa. Thế nào, nữ nhân của mình bị cướp làm tiểu thiếp mà ngươi chỉ có thể yên lặng chịu đựng, mùi vị này không dễ chịu đúng không? Trung Dương tất kiêu cam nói một chàng, gã nói mà không giảm âm lượng vì muốn chọc giận lăng hàn. Nam nhân khó tha thứ nhất là cái gì? Nón xanh, giờ Trung Dương tất viên dương mọi người đều biết, lăng hàn còn mặt mũi nào? Vậy là có thể kích thích hắn muốn giết người. He he, người rơi vào cái hố này té chết đi biểu tình lăng hàn quái dị nhìn trung dương tất mau mau quê quá hóa giận không kiềm được đánh người đi trung dương tất dối rắm vì sao phản ứng của lăng hàn hoàn toàn không hợp với dự đoán biểu tình đó là sao ngươi là con rùa chịu được bị đội nón xanh sao lăng hàn lắc đầu nói ta đã thấy nhiều kẻ tìm đường chết nhưng làm như ngươi thì ưng là người đầu tiên có thể gọi là chuyên gia tìm chết trung dương tất chỉ vào lăng hàn mặt vặn vẹo ngươi ngươi lăng hàn cười nói ngươi mùi ốn chọc giận ta khiến ta ra tay giết ngươi đúng không ngươi định khiến ta mất kiểm soát ra tay tại chỗ sau đó bị cao thủ hiệp hội đan đạo giết ngược lại đúng chứ chết tiệt tại sao bị nhìn thấu trung dương tất nói cậy ngươi tính làm con rùa đen rút đầu sao gã đang đi xa hơn trên đường tìm chết lang hàn mỉm cười nói tại sao bảo là ngươi tìm đường chết vì ngươi không biết ta có con bài gì đã nhảy ra chọc giận ta trung dương tất cười khẩy nói ngươi ngươi có lá bài gì ta không biết tại sao sư tôn xem trọng ngươi nhưng nếu ngươi muốn ra tay tại đây thì không ai cứu được ngươi ngươi dám không trung dương tất cố gắng chọc giận lăng hàn lăng hàn vỗ vai trung dương tất yên tâm ta chắc chắn sẽ giết ngươi vì ngươi khiêu khích như vậy rồi nếu không giết sẽ làm uổng công ngươi vất vả trung dương tất ngây người là sao lăng hàn biết rõ ý đồ của gã nhưng vẫn muốn giết gã nhưng nói thẳng vào mặt gã là sao a à không hắn muốn giết gã chẳng phải chúng kế gã sao tại sao gã không vui giết hết cứ thấy là lạ trung dương tất nhìn lăng hàn gã như mới gặp người trẻ tuổi này lần đầu ngươi lang hàn cười nói chắc ngươi thấy rất lạ tại sao ta biết rõ âm mưu của ngươi còn dám giết ngươi phải không trung dương tất bản năng gật đầu gã thấy rất lạ bốp lang hàn giơ tay tát với thực lực của hắn làm sao trung dương tất tránh thoát được trung dương tất bị tát gãy ba cái răng lang hàn lạnh nhạt nói quên cho ngươi biết Ta ghét nhất bị người ta chỉ tay vào mặt, sẽ làm ta rất khó chịu. Trung Dương tất sờ gò má đau rát, gã đã nhận ra có gì kỳ lạ. Bọn họ gây lớn chuyện trước cửa nhưng sao không ai ngăn cản. Kiểu này thì nếu Lăng Hàn khùng lên giết người sẽ không ai ngăn cản hắn. Chết tiệt, gã không muốn đổi mạng mình giết Lăng Hàn. Lăng Hàn cười nói, thấy lạ đúng không, tại sao mọi người chỉ nhìn, không ai ngăn cản người tìm đường chết. Lăng Hàn nói với nhóm người, các ngươi nói cho tiểu đan sư này biết ta là ai đan sư trước cửa bao gồm thủ vệ cung kính hành lễ hướng lăng hàn bái kiến lăng đại sư hả trung dương tất ngây người đại sư đại sư gì giới đan đạo hay trận đạo chỉ có đan sư và trận sư cao cấp tông sư mới có tư cách được gọi là đại sư chẳng lẽ là trận pháp sư cao cấp không thể nào trẻ tuổi như vậy chưa chắc đến trận pháp sư sơ cấp chưa nói gì cao cấp khoan dù lăng hàn là trận pháp sư cao cấp thì người hiệp hội đan đạo không cần hành lễ với hắn ui mắt trung dương tất trợn to, biểu tình tràn đầy khó tin. Lăng Hàn gật đầu nói, ngươi đoán đúng rồi, ta là đan sư cao cấp mới của Hiệp hội Đan Sư, theo quy định ngươi nên kêu một tiếng đại sư. Đại sư, đại sư, đại sư, trong lòng trung dương tất có vạn con ngựa chạy qua, há hốc mồm có thể nhét nắm tay vào. Một người thô bỉ giới võ đạo thành vương giả của giới đan đạo. Làm sao gã tin tưởng, nhưng không tin thì sao, không thấy phản ứng của người khác à hành động này có thể nào là diễn kịch được. Tiêu đời, gã vênh váo trước mặt đan sư cao cấp, còn làm chuyện xấu xa, đây là tìm đường chết. Hèn gì biểu tình của Lăng Hàn kỳ lạ như vậy, Trung Dương tất run giọng người run lẩy bẩy. Lăng, Lăng, Lăng Đại Sư, chương 3601, chuyên gia tìm đường chết. Lăng Hàn mỉm cười hỏi, vui không, không vui chút nào, giờ Trung Dương tất mới biết mình bị hố, một đan sư sơ cấp nho nhỏ khiêu khích đan sư cao cấp trước cửa hiệp hội đan sư là hành vi tìm đường chết nặng cỡ nào. Lăng Hàn cố ý không cho người ta vạch thân phận ra là cố ý đào hố để gã nhảy vào. Ngốc nhất là gã thật sự nhảy, trung dương tất quỳ xuống liên tục dập đầu, cầu Lăng Đại Sư làm ơn tha cho ta một lần. Lăng Hàn lắc đầu nói, ngươi nói chuyện không giữ chữ tín, mới rồi muốn kích thích ta giết ngươi, nếu ta không giết thì uổng phí cố gắng lúc trước của ngươi rồi. Ta thả uổng công, trung dương tất miếu máu, gã làm sao ngờ một người trẻ tuổi hơn gã mà có thể trở thành đan sư cao cấp. Đổi lại là ai cũng không tin được, Lăng Hàn hỏi, hối hận không, Trung Dương tất gật đầu nói, hối hận, Lăng Hàn lắc đầu nói, đáng tiếc, hối hận cũng không thể thay đổi tội ác người đã phạm. Nếu ngươi chỉ ghen tị thì ta lười so đo, nhưng ngươi dùng cách độc ác như vậy hại người, ta không tha cho ngươi được. Trung Dương tất nhận ra không đúng, co cẳng chạy, không, gã không cần gì hết, chỉ muốn chạy ra hùng cứ thành. Bùm, sức mạnh to lớn ập đến, Trung Dương tất bị hất té sắp xuống. Trung Dương tất cảm giác người như bị xẻ ra, không thể nhúc nhích một ngón tay. Trung Dương tất nhìn quanh, trên mặt của mỗi người đều giữ biểu tình vừa tội nghiệp vừa hờ hững, rất nhanh không thèm nhìn gã nữa. Không cần quan tâm người chết, Trung Dương tất cảm giác hít thở ngày càng nặng nhọc, gã cố ngẩng dầu nhìn hướng lăng hàn, trong tầm mắt một mảnh mơ hồ. Trung Dương tất cúi đầu tắt thở, lăng hàn nhìn xung quanh, báo việc này cho bộ nội vụ, nên xử lý thế nào thì làm thế nấy. đám người kêu lên, rõ xử lý thế nào. đừng nói chuyện này vốn là Trung Dương tất tìm đường chết, dù Lăng Hàn khi không giết gã thì hiệp hội Đan sư làm gì hắn. Đan đạo đại sư trẻ tuổi như vậy tương lai tươi sáng, chỉ một điểm này cùng lắm trói buộc phạm vi hoạt động của Lăng Hàn, tuyệt đối sẽ không phạt nặng. tức là Trung Dương tất chết uổng. ai kêu gã cứ muốn chọc vào Đan sư cao cấp, ngẫm lại xem người muốn hại Đan sư cao cấp đội nón xanh, người không chết thì ai chết lăng hàn nghênh ngang rời đi hắn không ngờ ân oán với trung dương tất chấm dứt như vậy lăng hàn đi huyền thanh kỳ trước nói cho liên tuyết dung biết trong hùng cứ thành rất có thể xảy ra biến cố lớn sau đó hắn tìm tôn kiếm phương đưa tặng bổ huyết đan tôn kiếm phương xúc động vạn phần trước đây hắn chỉ luyến tiếc tài năng cũng vì tương lai của cổ đạo tông cho nên mới quyết định bồi dưỡng lăng hàn thật không nghĩ tới một ý niệm tốt đẹp này lại mang đến cho hắn lợi ích cực lớn trước kia Tôn Kiếm Phương cũng chỉ ăn hết 7 viên Bổ Huyết Đan, lại khiến cho hắn phải thiếu hổ cứ thành nhân tình cực lớn. Bởi vì chỉ có đan sư trung cấp mới có khả năng chế luyện Bổ Huyết Đan, hơn nữa nguyên liệu chân quý, xác suất thành công cực thấp. 7 viên Bổ Huyết Đan, có thể nói là vô giá, có tiền cũng không mua được, vô cùng chân quý. Có vài người bởi vì trùng kích hoán huyết cảnh, nhận phải tổn thương nặng nề, không có Bổ Huyết Đan đi khôi phục, cả đời cũng mất đi khả năng trùng kích hoán huyết cảnh, hay là tiến thêm một bước hiện tại thế nào, có bổ huyết đan ở trong tay, như vậy tôn kiếm phương lại có sức lực đi trùng kích hai lần, ba lần, làm sao phải sợ thất bại. Cũng không phải là không có một lần cơ hội nữa. Lăng Hàn, người có lòng, hắn vỗ nhẹ vào vai của Lăng Hàn. Lăng Hàn mỉm cười, tính cách hắn chính là như vậy. Ai đối xử tốt với hắn một phần, hắn lại báo đáp lại 10 phần. Người nào nếu có ác ý đối với hắn một phần, như vậy hắn cũng sẽ hoàn trả lại gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần hắn cùng với tôn kiếm phương hàn huyên một hồi, liền từ biệt rời đi. Sau khi giải quyết xong trung dương tất, trong lòng của hắn hình như rộng mở trong sáng hơn. Hắn mơ hồ cảm ứng được ẩn mạch thứ bảy tồn tại. Hắn muốn lập tức bế quan, nắm lấy cơ hội khó có được này, mau chóng đả thông ẩn mạch thứ bảy. Không thành hoán huyết, không quan tâm lực lượng của hắn cường đại tới mức nào, bao giờ cũng bị quản chế bởi cảnh giới, có chút năng lực không có cách nào dùng được. Hắn không có đi tới từ tâm dược đường, mà trở lại hiệp hội đan sư, theo hắn mà nói, hiện tại đây mới là chỗ an toàn nhất. Quả nhiên, hắn cảm ứng không có sai, lại qua 3 giờ, hắn đã tinh tường mò được ẩn mạch thứ bảy. Mượn tụ linh trận, hắn bắt đầu mở kinh mạch này. Hiện tại trợ giúp của tụ linh trận đối với hắn nhỏ đến mức đáng thương. Nhưng lang Hàn cũng không muốn lãng phí cảm mộ khó có được này. Nếu chẳng may ngủ một giấc, sáng sớm ngày mai rốt cuộc cũng không cảm ứng được thì sao? Hắn tốn thời gian gần như cả đêm, cuối cùng đã thông sơ bộ ẩn mạch thứ bảy xem thế này, cho dù hắn mê man mấy ngày mấy đêm, cũng không cần lo lắng tỉnh lại sẽ không cảm ứng được ẩn mạch thứ bảy. Vừa dạng sáng ngày hôm sau, Lăng Hàn lợi dụng thời gian mặt trời buổi sớm tu luyện nửa giờ. Sau đó hắn đi nhận lấy tiểu thị nữ, hắn cần trận thế cường hào, có thể có chút tràn ra, cũng không thể lãng phí. Hắn kinh ngạc phát hiện, tiểu thị nữ lại có thể thăng cấp. Thập mạch, cho dù ở huyền Bắc Quốc, tốc độ tiến cảnh như vậy cũng vô cùng kinh người. Nhưng ai bảo nàng có một chủ nhân tốt, vừa là chuyên gia, còn là đế vương đan đạo. Hai người tới hiệp hội đan sư, Lăng Hàn bày ra trận thế cường hào, sau đó bắt đầu tu luyện. Nửa ngày sau, hắn đã là thập cửu mạch đỉnh phong. Lại đả thông một mạch nữa, ta sẽ có tư cách trùng kích hoán huyết cảnh. Lăng Hàn lấy ra phượng vương bích quả nhận được trước đó. Lúc ở trên cành, nó đỏ hoàn toàn, hiện tại lại biến thành màu xanh đậm, giống như sử dụng ngọc thạch khắc thành. Lập tức có thể ăn, hắn thu hồi bảo quả, trong lòng bắt đầu suy nghĩ giết chết trung dương tất khiến cho trong lòng hắn sảng khoái vô cùng thoáng cái lại trở nên thông suốt cảm ứng được ẩn mạch thứ bảy vậy có phải còn có thể giết chết nghiêm tuấn hay không nói không chừng hắn có thể thông suốt thêm một chút thuận tiện cũng cảm ứng được đường ẩn mạch thứ tám tim hắn không khỏi đập thình thịch thực sự không chống cự nổi chỉ có điều còn không có chờ hắn đưa ra quyết định mà quốc hào đột nhiên tới bái phỏng lang hàn để cho tiểu thị nữ mời đối phương tới sau khi mà quốc hào thấy hắn lập tức đi lên hành đại lễ. Nhiệt đồ đắc tội lăng đại sư, ta không biết cách quản giáo, đặc biệt tới thỉnh tội. Lăng Hàn khoát tay áo, nói, chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, không cần mạnh mẽ kéo đến trên người mình. Cảm ơn đại sư, mà quốc hào vội vàng cảm ơn. Sau khi hắn biết Trung Dương tất làm ra chuyện ngu xuẩn, lúc đó lại sợ tới mức toàn thân toát mồ hôi lạnh. Hắn rất sợ Lăng Hàn cũng sẽ ghi hận cả hắn. Trường 3602, bất ngờ thăng cấp. Thật may, Lăng Hàn là một loại người rất hiểu đạo lý. Hắn lại biểu đạt ái náy, sau đó cuối cùng rời đi. Lăng Hàn lại một lần nữa nhớ tới chuyện của Nghiêm Tuấn. Không có một cơ hội thật tốt, hắn giết Nghiêm Tuấn thế nào? Cho dù hắn là đại sư đan đạo, nhưng vô duyên vô cớ giết chết một trận sư, cho dù sẽ không bị xử tử, khẳng định cũng sẽ bị hạn chế tự do, đóng cửa một tới nhiều năm, liều mạng luyện đan để bồi thường sao. Lăng Hàn thích chính là đan đạo, thăm dò những lĩnh vực đan đạo không biết nếu để cho hắn một mực khô khan chế luyện đan dược đã sớm học được hắn sẽ điên mất cho nên hắn vẫn tìm một cơ hội tốt tốt nhất là nghiêm tuấn giống như trung dương tất tự mình tìm đường chết lại nói tiếp thật ra vẫn là thực lực của ta không đủ mạnh bằng không cho dù ta giết chết nghiêm tuấn thì đã có sao ai có thể lại dám làm gì đối với ta lăng hàn thấy rất rõ ràng thế giới này thực lực quyết định tất cả đan sư trận sư rất lợi hại nhưng địa vị cũng là do võ giả cho Dĩ nhiên, trận sư phải khá hơn một chút, bởi vì trận sư thật sự lợi hại cũng nắm giữ chiến lực cường đại. Sát trận vừa ra, có thể tàn sát hàng loạt dân chúng trong thành, có thể diệt quốc. Trên ý nghĩa nào đó mà nói, trận sư có thể mạnh hơn so với võ giả. Còn có một điểm, hổ cứ thành rốt cuộc sẽ gặp phải cái gì? Nhìn biểu tình của cha Đức Nguyên khi nói câu nói kia, hiển nhiên không phải đang hù dọa ta. Ai, gia hỏa này bị chết quá nhanh, cũng không nói ra được tin tức gì hữu dụng lăng hàn tạm thời để xuống đi cảm ứng một ẩn mạch cuối cùng hắn khát vọng thực lực có thể không cần cúi đầu trước người khác cũng có thể khiến cho nữ hoàng bọn họ sớm đi ra một chút chuyện trung dương tất bị đánh chết cũng không truyền ra bởi vì đây là việc xấu trong nhà của hiệp hội đan sư đương nhiên không nhất thiết phải truyền ra sôi sục chuyện lăng hàn mới tiến vào đan sư cao cấp cũng không truyền ra bởi vì huy hiệu thân phận của hắn cần phải được tổng hội đế giả đan sư tạo ra cũng như xác định nhất thời không có khả năng hoàn thành cho nên, Hiệp hội Đan Sư phải đợi sau khi Tổng hội bên kia xác nhận, mới tuyên bố ra thân phận của Lăng Hàn. Lăng Hàn tu luyện vài ngày, lại hoàn toàn không có tiến triển. Vượt qua một bước cuối cùng này, không thể là chuyện dễ dàng như vậy. Không được, không thể nóng vội. Khi tu luyện tối kỵ là nóng vội, cần phải biết dục tốc tắc bất đạt. Ừ, một hàn ý đáng sợ đột nhiên sinh sôi ở trong lòng. Lăng Hàn chợt xoay người lại, hắn đã thấy không biết từ lúc nào trong phòng có thêm một tiểu lão đầu, bề ngoài miệng nhọn, Tai Khỉ đang hết nhìn đông lại tới nhìn tây. Cao thủ, vô cùng cường đại, quả thực đáng sợ. Trong lòng Lăng Hàn chấn động kinh ngạc, hiệp hội đàn đạo lại có trận pháp bảo vệ, người bình thường tuyệt đối không thể tự tiện xông tới. Nếu như đối phương chính là khách, vậy cũng có thể có người bẩm báo cho hắn biết mới phải. A, à, như vậy đã bị phát hiện sao? Ánh mắt tiểu lão đầu cùng Lăng Hàn gặp nhau, hắn không khỏi nhếch miệng, thoáng lộ ra một vẻ tươi cười. Lăng Hàn cũng lộ ra vẻ tươi cười, nói: tiền bối đột nhiên quang lâm tại hạ không tiếp đón từ xa vẫn mong thứ tội tiểu lão đầu kinh ngạc nói đột nhiên nhìn thấy được lão phu xuất hiện ở trong phòng ngươi lại có thể không cảm thấy kỳ quái sao vậy thứ cho tại hạ tò mò hỏi một chút tiền bối vì sao lại tới lăng hàn nói ha 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 tiểu bằng hữu có chút thú vị tiểu lão đầu cười to tiểu lão đầu bắt chéo hai tay ở sau lưng đi dạo vòng quanh lăng hàn một vòng nói lão phu lần này tới đây một là muốn thu hồi huyết thần tinh hay là muốn giết ngươi. Tim Lam Hàn chợt đập thình thịch, lại là thế lực thần bí kia, phản ứng này thật nhanh, cha Đức Nguyên chết còn không được bao lâu, hắn dám khẳng định, lão đầu có bộ dạng giống như khỉ đang đứng ở trước mặt mình có thực lực sâu không lường được. Cũng không phải hoán huyết cảnh, chí ít cũng là cực cốt cảnh, liều mạng đánh, hắn chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ có điều, lão đầu cũng không có lập tức ra tay, cho hắn một đường hy vọng. Ừ, sau này nhất định phải chuẩn bị chút phù binh lợi hại có giá đắt đi nữa cũng không quan tâm loại cảm giác hiện tại mặc cho người ta làm thịt thật sự quá tệ a à, ngươi không lớn tiếng kêu cứu mạng sao tiểu lão đầu hỏi thăm lang hàn lắc đầu nói lấy thực lực của tiền bối giết ta chỉ là một ý niệm ta kêu lên thì có ích lợi gì ha 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 tiểu gia hỏa quả nhiên rất thú vị tiểu lão đầu cười nói ban đầu lão phu quả thực muốn giết ngươi sau đó phủi mông một cái rời đi giết một thông mạch ảnh nho nhỏ lại muốn để cho lão phu tự mình ra tay đây không phải là tìm việc cho lão phu sao cho nên lão phu đặc biệt đáng ghét ngươi thời điểm ở trên đường đi tới đây lão phu đã vì ngươi nghĩ xong các loại kiểu chết chỉ có điều khi có thể tìm được ngươi ở bên trong hiệp hội đan đạo lại khiến cho lão phu cảm thấy có chút lạ lùng cho nên lão phu đi hỏi thăm một chút mới phát hiện ngươi lại còn là đan sư cao cấp đan sư trong đế quốc cho dù là có thiên tài hơn người đi nữa cũng phải qua 60 tuổi mới có hy vọng bước vào cánh cửa đan sư cao cấp này. Nhân tài như vậy, giết chết chẳng phải là rất đáng tiếc sao? Lăng Hàn mỉm cười, nói, đa tạ tiền bối tinh mắt nhận ra Châu Ngọc, tiểu lão đầu cười hắc hắc, gia chủ ta có tài kinh thiên, tương lai sẽ hóa rồng bay lên trời, nắm giữ thiên hạ. Lão Phu luyến tiếc tài, chủ nhân cũng yêu tài, cho nên, Lão Phu liền quyết định cho ngươi một cơ hội. Cơ hội gì? Lăng Hàn cười hỏi, quy thuận gia chủ của ta, Tiểu lão đầu nói, lão phu có thể làm chủ, đa viên huyết thần tinh cho ngươi. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói, vậy ta phải làm những gì? Ha ha, tạm thời ngươi cứ đợi ở nơi này. Tiểu lão đầu lấy từ trong người ra một cái bình nhỏ, ném về phía Lăng Hàn. Ăn viên thuốc ở bên trong, Lăng Hàn mở cái bình ra, đổ ra một đan dược màu vàng màu. Chỉ có một viên, mùi có chút thơm ngọt, cái này gọi là ly hồn đan. Tiểu lão đầu nói, sau khi ăn vào, dược lực sau một năm mới phát tác chỉ có điều không cần lo lắng, chỉ cần ngươi dụng tâm thay gia chủ làm việc, hàng năm tất nhiên sẽ có giải dược cho ngươi. Ngươi chỉ cần trung thành và tận tâm, muốn nhận được giải dược mang tính vĩnh cửu cũng không phải là chuyện khó. chương 3603, Triệu An, đương nhiên, nếu như ngươi không ngoan, hắc hắc, sẽ cho ngươi chết rất thảm, đặc biệt thảm. Lăng Hàn không một chút do dự mặc, lập tức nuốt đan dược xuống. Hắn không có lựa chọn nào khác, nếu như hắn không uống thuốc, kết quả sẽ bị tiểu lão đầu lập tức giết chết. Độc dược, Lăng Hàn thật sự không sợ, thân là đế vương đan đạo, hắn chẳng lẽ còn không thể ở trong vòng một năm tìm ra được giải dược sao? Rất quyết đoán, lão phu rất thưởng thức ngươi, tiểu lão đầu lộ ra vẻ tươi cười, ngươi tạm thời đợi lệnh, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có việc gì cho ngươi làm. Đúng rồi, trong vòng nửa tháng rời khỏi hồ cứ thành, tim của Lăng Hàn lại đập mạnh, sau nửa tháng, hồ cứ thành sẽ xảy ra chuyện gì? Trước đó cha Đức Nguyên đã nói qua, hắn trở về hồ cứ thành cũng khó thoát khỏi cái chết. Hiện tại tiểu lão đầu lại lộ ra ý tứ tương đồng. Rốt cuộc có tai họa gì sẽ giáng xuống hồ cứ thành, đến nỗi bất kể trốn ở chỗ nào trong thành cũng sẽ không an toàn. Hắn không hỏi, hiển nhiên đối phương không có khả năng nói cho hắn biết. Hắn còn xa mới có được sự tín nhiệm. Được rồi, lão phu phải đi, người tốt nhất cố gắng, tranh thủ ở trước 30 tuổi trở thành tông sư đan đạo. Như vậy, ngươi có thể trở thành cánh tay trái bờ vai phải của gia chủ, tiền đồ tương lai sẽ không thể đo lường được. Tiểu lão đầu nhìn về phía Lăng Hàn gật đầu, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Đúng rồi, lúc nửa đêm mỗi ngày, ngươi sẽ có chút đau đớn. Đây là tác dụng bình thường của dược lực, sẽ không lấy mạng của ngươi. Lăng Hàn vội vàng cất bước đuổi theo, chẳng qua là khi hắn xông ra cửa, lại hoàn toàn không nhìn thấy được bóng dáng của tiểu lão đầu. Lão nhân này ít nhất là cao thủ cực cốt cảnh, cho ta cảm giác hoàn toàn không thể địch nổi vượt xa so với cha Đức Nguyên. Lăng Hàn thì thào, vậy ta coi như là may mắn hay không may mắn, nếu nói là hắn bất hạnh, vậy hắn đã sớm bị tiểu lão đầu giết chết. Cho nên, hắn vẫn là may mắn, tâm huyết dâng trào tới nhận chứng thực đan sư cao cấp, lúc này mới khiến cho tiểu lão đầu thấy được giá trị lợi dụng của hắn. Việc cấp bách, giải độc trước, Lăng Hàn giơ tay lên, trong khe móng tay có một chút thuốc. Đây là hắn cào được trước khi uống thuốc, hắn không dám lấy quá nhiều, sợ bị tiểu lão đầu này phát hiện. Còn nữa, ta phải đi nhắc nhở Liên Tuyết Dung một chút. Vừa chịu thiệt lớn như vậy, vẫn là bởi vì thực lực không đủ. Nếu không, ta có thể dạy lão đầu này làm người như thế nào. A, à, Lăng Hàn ngẩn ra, hắn đột nhiên phát hiện mình cảm ứng được đường ẩn mạch thứ 8. Như vậy cũng được sao? Hắn thật sự không biết nên cảm ơn tiểu lão đầu kia, hay là vẽ vòng tròn nguyền rủa đối phương. Bởi vì đối phương tạo áp lực cho hắn khiến cho hắn thu được minh ngộ. Trước đột phá đã, hắn bày ra tụ linh trận đi mở một đường kinh mạch cuối cùng. Gần nửa ngày sau, đường ẩn mạch thứ 8 cũng trở nên thông suốt. Tiếp theo, trận thế cường hào, Lang Hàn gọi tiểu thị nữ, hắn cũng không muốn lãng phí. Lại qua nửa ngày sau, đường ẩn mạch thứ 8 đã mở rộng đến cực hạn. Hắn cuối cùng đi tới điểm cuối của thông mạch cảnh, chỉ có điều, nhị thập mạch thực sự là cực hạn thông mạch sao. Lang Hàn thì thào, hiển nhiên thác bạc thiên hoang cũng sẽ đạt tới nhị thập mạch. Nói vậy, cho dù ta có kinh mạch rộng, tốc độ bí lực lưu chuyển chiếm ưu thế, theo lời của hắn, ưu thế của ta cũng không phải quá lớn. Hơn nữa, thiên tài giống như thác bà thiên hoang cũng sẽ không ít. Nói không chừng có người có thể giống như ta, như vậy đỉnh phong của thông mạch, ta cũng không cho là cực hạn, là điểm cuối. Lăng Hàn nắm thật chặt nắm đấm, ta muốn trở thành mạnh nhất, ngoại trừ 12 chính kinh, 8 kinh mạch ra, cơ thể người có còn kinh mạch khác hay không? Từ kinh nghiệm ta ở thế giới nguyên có thể thấy, cơ thể người còn có vô số kinh mạch rất nhỏ, tuy rằng có thể tích chữ bí lực có hạn nhưng tích tiểu thành đại cộng lại cũng không thể không để mắt đến được đây là phương hướng của ta lang hàn để cho tiểu thị nữ tiếp tục ở trận pháp tu luyện hắn lại đi tới huyền thanh kỳ lại cảnh cáo đối phương hắn cũng không nói gì quá cụ thể nếu như tiểu lão đầu có lòng tin tràn đầy như vậy tin tưởng độc tính ly hồn đan này cũng không có mấy người hiểu được cho nên hắn có nói cho liên tuyết dung cũng vô dụng nửa tháng liên tuyết dung gật đầu ta sẽ thông báo cho ba kỳ khác lưu ý xem có bất kỳ động tĩnh nhỏ nào hay không lang hàn không mấy xem trọng giọng điệu của tiểu lão đầu quá khẳng định cũng không phải là tự cao tự đại mà là đã tính trước kỹ càng nhìn tình hình rồi hãy nói ta tạm thời chú ý chính mình làm tốt chuẩn bị nếu thật sự không thể làm được ta bảo tôn tông chủ và hoán tuyết cùng nhau rời khỏi đây lang hàn trở lại hiệp hội đan đạo bắt đầu nghiên cứu ly hồn đan trong tay hắn chỉ có một chút xíu thuốc nhưng đối với đế vương đan đạo mà nói vậy đã đủ rồi hắn chuyên tâm nghiên cứu, điều tra nhiều tư liệu, dần dần có chút manh mối. Nhưng còn cách hoàn thành phá giải độc tính một đoạn, cùng lúc đó, hắn cũng không có buông tha chuyện tu luyện. Nếu như nói, mở ra tám kinh mạch tính là thiên tài, như vậy thiên tài cũng có phân chia ra làm ba bảy loại, như vậy hai mươi mạch chính là thiên tài siêu cấp. Lăng Hàn muốn theo đuổi, lại là vô địch, hắn muốn mở ra càng nhiều kinh mạch hơn, vượt qua tất cả mọi người. Hiện tại, hắn có tư cách như vậy, nhưng chính kinh chỉ ít còn có bản đồ, kinh còn có truyền thuyết. Hiện tại điều Lăng Hàn muốn đi, lại chân chính đều là trống rỗng. Hắn vận chuyển 20 đường kinh mạch, khiến cho bí lực ở bên trong thân thể lưu chuyển hết lần này tới lần khác. Ừ, sau khi không biết vận chuyển bao nhiêu lần, Lăng Hàn đột nhiên có cảm ngộ. Hiện tại hắn muốn phát lực, cần phải điều động tất cả kinh mạch, sau đó tập trung lực lượng lại, giống như 20 người lần lượt sử dụng một giây thường đang kéo một con bò lớn lại. Nói như vậy, tính phối hợp tóm lại có chút vấn đề rõ ràng là 20 phần lực lượng, nhưng sau khi kết hợp lại với nhau, nói không chừng liền tương đương với 19 phần thậm chí là 18 phần. Nếu như có thể liên kết những kinh mạch này lại là một mạch, sẽ không có lực lượng lãng phí nữa. Cần phải làm thế nào để liên kết những kinh mạch này lại với nhau? Càng nhiều kinh mạch hơn, chương 3604, cực hạn của thông mạch. Này, 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 còn có này 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 này. Lang Hàn không ngừng hiểu ra, tinh thần lực cường đại có lợi ích ở chỗ có thể tự điều tra thân thể khiến cho hắn rất nhanh vẽ phách họa ra phần bên trong thân thể ở đây không có kinh mạch vậy ta mạnh mẽ đánh ra một cái bắt đầu lăng hàn bày ra tụ linh trận sau đó bắt đầu trùng kích mạch cơ thể con người còn có nhiều kinh mạch hơn sao cái này không nhất định hơn nữa cho dù là có nhưng có khả năng ở vị trí lăng hàn muốn sao khả năng như vậy tất nhiên thấp hơn lăng hàn hết lần này tới lần khác đánh thẳng vào hắn có một niềm tin nếu không có đường, vậy hắn mở ra một đường đi. T, mạnh mẽ mở ra một kinh mạch ở trong thân thể, như vậy thật là đau. Lăng Hàn nhe răng, bí lực đụng loạn, khiến cho hắn khó chịu nổi. Phụt, hắn phun ra một ngụm máu tươi, hắn chỉ cảm thấy tinh khí thần đều rơi xuống đến đáy cốc. Khí huyết giảm nhiều, ta cũng không phải đang trùng kích hoán huyết cảnh, tại sao có thể như vậy được? Như vậy cũng sẽ thương tổn đến bản nguyên sinh mạng sao? Vậy phải nhanh chóng dùng bổ huyết đan lăng hàn lấy ra đan dược ăn vào hắn cũng không giao tất cả bổ huyết đan cho tôn kiếm phương mà để lại cho mình hai viên loại bảo đan bổ khí huyết này có thể dùng để phòng thân thật không nghĩ tới nhanh như vậy đã phát huy công dụng có một viên đan dược lót bụng lăng hàn nhất thời cảm thấy thân thể ấm áp tinh khí thần đang khôi phục trở lại lăng hàn đối với sự cường đại có một loại bướng bỉnh không có cách nào hình dung hắn lại bắt đầu khai thác kinh mạch hoặc nói là sáng tạo ra một kinh mạch hết lần này tới lần khác hắn đều thất bại sau khi khi bổ huyết đan xong hắn không thể không dừng lại hắn lại đi chế luyện viên đan dược mới bổ huyết đan đối với người khác chân quý không gì sánh bằng nhưng đến chỗ hắn lại giống như viên đường tùy tiện ăn vào cũng không biết đã thất bại bao nhiêu lần lăng hàn đột nhiên cảm thấy thân thể chấn động có một loại cảm giác khoan khoái thông suốt a à, hắn kinh ngạc phát hiện túc dương minh vị kinh lại có thể nối liền với thủ thiếu dương tam tiêu kinh ở phần đầu bị một kinh mạch rất nhỏ nối liền lại với nhau Kinh mạch mới này rất ngắn, cho dù đã thông, nhưng đối với số lượng bí lực lăng hàn dự trữ chung quy cũng sẽ không có nhiều ảnh hưởng. Nhưng trên phương diện ý nghĩa lại không tầm thường, bởi vì hai đường chính kinh đã nối liền với nhau, có thể lòng tin lang hàn tăng lên rất nhiều, hắn không ngừng mở rộng kinh mạch mới. Bởi vì quá ngắn nhỏ, rất nhanh đạt tới cực hạn. Hắn đi thử một chút lực lượng, hiệp hội đan sư cũng không có máy đo khí lực, có đan sư nào không phải tự cho mình là thanh cao? Sẽ có người dùng hai bàn tay quý báu đi luyện võ, bắn bia sao? Cho nên, Lăng Hàn không thể làm gì khác hơn là để người ta đi mua một máy trở về. Loại cấp bậc cao này, có thể nhận một công kích trăm vạn cân. Hắn đi thử nghiệm một chút, lực lượng cao tới 62 vạn cân. Sau khi đả thông 20 mạch, lực lượng của hắn dường như ngừng lại 60 vạn cân. Hiện tại chỉ là đả thông một kinh mạch rất ngắn, lại có thể tăng thêm 2 vạn cân lực. Không phải bản thân kinh mạch này phát huy tác dụng mà là nó trao đổi hai đường chính kính, tương đương với biến thành một mạch, bí lực hoàn toàn giao hòa. Quả nhiên, 20 mạch còn không phải là cực hạn. Hoặc nói, còn chưa đủ hoàn mỹ. Trở lại, sau khi có một lần kinh nghiệm thành công, lòng tin của Lăng Hàn tất nhiên tràn đầy. Thành công như vậy đối với tâm tính ổn định, lòng tin nâng cao có ý nghĩa vô cùng trọng đại. Mấy giờ sau, hắn lại tìm được một kinh mạch nhỏ ngắn, kinh mạch mới nối liền hai đường chính kinh. Mà sau khi hoàn toàn mở rộng ra, Lực lượng của hắn lại có tiến bước. Thời gian chậm rãi trôi qua, từng kinh mạch rất nhỏ được phát hiện ra, bị mở rộng, phát triển đến cực hạn. Nếu như nói 12 kinh chính, 8 kinh mạch là thân cây, vậy những thứ kinh mạch nhỏ này là chi tiết, không ngừng nối liền các kinh mạch lớn với nhau. 7 ngày sau, Lam Hàn chợt mở hai mắt ra, ong, hai mắt của hắn hiện lên một đạo ánh sáng sáng ngời, làm cho cả gian nhà đều nhất thời sáng lên. Khóe miệng của hắn thoáng lộ ra một dáng vẻ tươi cười. 20 đường lớn kinh mạch đều được sâu chuỗi lại, hình thành một vòng tròn. Bí lực điên cuồng phun ra bây giờ đã hoàn toàn đồng bộ, không tồn tại một điểm xung đột nào, không lãng phí một chút nào. Nói như vậy, lực lượng của ta có thể đạt tới trình độ nào? Lăng Hàn lại đi thử nghiệm một chút, kết quả khiến cho hắn chấn động kinh ngạc. 100 vạn cân, hắn đạt tới trình độ khủng khiếp 100 vạn cân, hoàn toàn có thể khẳng định được, hắn đã vượt qua biến đổi hoán huyết bình thường hoán huyết biến đổi tuyệt đối là không thể đạt được lực trăm vạn cân nhị biến cũng quá sức rõ ràng chỉ là thông mạch cảnh nhưng ở lực lượng nguyên thủy hắn đủ để sánh ngang với hoán huyết nhị biến điều này nếu nói ra bảo đảm sẽ không có ai tin tưởng chỉ có điều hồ lực lượng của ta cũng không có tăng lên là bao nhiêu những kinh mạch mới đều quá ngắn không chứa được bao nhiêu lực lượng cho nên ta nâng cao chỉ là lực bạo phát nếu thật sự muốn toàn lực chiến đấu kịch liệt đại khái chỉ có thể duy trì liên tục một giờ nếu như lại cần đến lực lượng trồng lên nhau, lấy lực lượng của 20 tầng trồng lên mà nói, vậy ta nhiều lắm cũng chỉ chiến đấu từ 3 đến 5 phút. Cái này, điều này cũng có thể xem như là huyết khí sôi trào, chỉ là tương đối đặc biệt. Quả thực đặc biệt, người ta huyết khí sôi trào một hồi, ít nhất phải 5 6 giờ mới có khả năng khôi phục lại. Nhưng hắn, chỉ cần lực lượng trong cơ thể nhận được sự bổ sung, có thể vẫn tiếp tục bạo phát xuống. Chờ ta bước vào hoán huyết cảnh, có thể khiến huyết khí sôi trào lực lượng này có thể đạt được độ cao thế nào. Thật chờ mong, chỉ có điều, Lăng Hàn lại bỏ quên một vấn đề. Đó là máy đo lực khí này cao nhất cũng có thể đoán ra lực trăm vạn cân. Vượt quá trăm vạn cân, vậy hiện ra cũng chỉ là một trăm vạn cân. Lực lượng của hắn thực sự chỉ trăm vạn cân sao. Cách điều chế giải độc, ta cũng nắm chắc được mấy phần. Hiện tại, ta cần phải thu thập dược liệu, luyện ra đan dược. Chỉ có dùng mới biết được nó có hữu dụng hay không chương 3605, ra tay giúp đỡ. Buổi tối mỗi ngày dược lực phát tác, đều sẽ có một loại đau đớn giống như cắt tim vậy. Thật đúng là khó chịu, lang hàn bắt tay vào chuẩn bị điều chế. Nhưng cho dù khố phòng của Hiệp hội Đan Sư có mở rộng cửa đối với hắn, cũng không có gom đủ tất cả nguyên liệu hắn cần. Tổng cộng thiếu 8 loại, hoặc là vô cùng chân quý, có tiền cũng không bán, hoặc là rất khó lấy được, vừa không có công dụng quá lớn, so sánh với giá cả quá cao. Không có người hái thuốc nào nguyện ý đi tới hiểm địa ngắt lấy. Không thể làm gì khác hơn là mình tới, cách ta gần nhất, ừ, trong Đại Thanh Sơn có khả năng có Cửu Viêm Thảo. Cửu Viêm Thảo chính là thứ hắn thiếu, cách kỳ hạn nửa tháng mà tiểu lão đầu nói tới còn có 8 ngày nữa. Ta có thể đi tới Đại Thanh Sơn xem thử trước, Lăng Hàn suy nghĩ một chút, quyết định đi Đại Thanh Sơn. Bởi vì tiểu đội thứ 7 người thì chết, kẻ lại bị thương, thành viên còn lại không có phân phối, cho nên tạm thời cũng sẽ không nhận nhiệm vụ gì toàn thể đều đang nghỉ phép vì vậy lang hàn vẫn tương đối rảnh rỗi hắn cũng quyết định bất kể nguy cơ của hồ cứ thành lần này là cái gì chờ sau khi nó qua đi hắn lại từ chức phó đội trưởng chuyên tâm tu luyện suy nghĩ một chút lang hàn quyết định mang theo hoán tuyết nói không chừng hồ cầu vẫn chưa từ bỏ ý định tiểu thị nữ tuy rằng cứ ở bên trong hiệp hội đan sư rất an toàn nhưng cũng không thể luôn ở nơi đó không ra khỏi cửa bởi vậy hắn đơn giản dẫn theo hoán tuyết đi dạo một chút Lăng Hàn bảo Hoán Tuyết chuẩn bị một chút, sau đó liền nhìn thấy được tiểu thị nữ có một bọc hành lý cực lớn, giống như tên trộm nhỏ thắng lợi trở về. Trước đây, mình cũng là hình tượng này, Lăng Hàn không khỏi thầm mắng nhiếc trong lòng, hắn cũng cảm thấy xấu hổ. Hai người xuất phát, sau khi ra khỏi thành, bọn họ lại đi về phía đông. Đại Thanh Sơn cách hồ Cứ Thành rất gần, tính khoảng cách lại gần 200 dặm, nhưng đoạn đường này lại thật sự đặc biệt không dễ đi, quá mức gồ ghề. Còn thường xuyên có sông lớn xuất hiện, căn bản không có khả năng lái xe đi. Thật may, đó là hoán tuyết cũng đã tới 10 mạch, có một bọc hành lý cực lớn vẫn còn dễ dàng. Mấy giờ sau, bọn họ đến Đại Thanh Sơn, Đại Thanh Sơn nguyên thủy, quê mùa, nhưng ở đây cũng không có yêu thú cường đại, bởi vì bốn đại kỳ sẽ thường xuyên tới càn quét một chút. Cơ bản không có khả năng có tồn tại yêu thú ngoài 10 mạch. Dĩ nhiên, trong Đại Thanh Sơn cũng có nơi cực kỳ nguy hiểm. Ngay cả Cực Cốt cảnh cũng chắc chắn sẽ không tiến vào sâu bên trong nhưng chỉ cần đừng đi vào trong đó, tất nhiên cũng sẽ không có nguy hiểm gì. "Đi." Lăng Hàn nói. "A." À, tiểu thị nữ gật đầu, liền vội vàng đi theo. Cửu Viêm Thảo ở chỗ giữa sườn núi Đại Thanh Sơn, từ độ cao này mà nói, nơi nào đã vô cùng nguy hiểm. Lăng Hàn đương nhiên đi thẳng tới mục đích, chỉ có điều, Đại Thanh Sơn rất lớn, thật sự quá lớn. Hơn nữa đường núi đặc biệt khó đi, ít nhất phải đi mất một ngày một đêm mới có khả năng đến được. "A." À, Lăng Hàn dừng lại, "Thế nào?" thiếu gia, Hoán Tuyết mờ mịt hỏi, có tiếng đánh nhau, Lăng Hàn nói, đi, chúng ta đi xem thử. A, à, Hoán Tuyết gật đầu, dù sao Lăng Hàn nói làm gì lại làm cái đó. Lăng Hàn đi ở phía trước dẫn đường, rất nhanh Hoán Tuyết cũng nghe được âm thanh, nàng không cần Lăng Hàn dẫn đường nữa, cũng có thể tìm đúng phương hướng. Bọn họ đi qua rừng rậm, phía trước xuất hiện một mảnh đất trống, mà ở trong bãi đất trống lại đang tiến hành một trận chiến đấu năm tên nam nữ trẻ tuổi đang bao vây tấn công một con yêu thú. Con yêu thú này là con sói chín ngón chân, thực lực hoàn toàn viết ở trên người. Chính là mỗi lần nâng cao lực lượng một mạch, sẽ có thêm một ngón chân. Hiện tại con yêu lang này nắm giữ chín ngón, nói rõ nó là cảnh giới chín mạch. Dưới tình huống bình thường, yêu thú mạnh mẽ hơn so với nhân loại võ giả cùng cảnh giới. Bởi vì bọn họ có trên ưu thế tiên thiên, ví dụ như tốc độ nhanh hơn, lực lượng mạnh hơn, hơn nữa cơ bản có lực phòng ngự cường đại. Cho nên, thông thường phải hai ba người hợp lại chiến đấu với một con yêu thú mới có khả năng thắng được. Nhưng lần này, trong năm tên nam nữ này chỉ có hai người đạt tới 9 mạch. ba người khác lại là 8 mạch. Bởi vậy, năm người liên thủ cùng con yêu lang này chiến đấu lại có khó hòa giải. Cục diện đặc biệt nguy hiểm đáng sợ. Vững tâm, không nên hốt hoảng. Chúng ta chiếm thượng phong, nhất định có thể thắng. Trong năm người, một nam tử lớn tuổi hơn nói, ổn định quân tâm. Hắn thật ra cũng không lớn, nhiều lắm chỉ khoang 16-17 tuổi. Quả thực, bọn họ chỉ cần có thể khiến cho cục diện ổn xuống, phần thắng có ít nhất 8 phần 10. Bốn gã nam nữ khác đều gật đầu, ở dưới sự chỉ duy của người thiếu niên kia, cục diện dần dần ổn định lại. Nhưng mà, đúng lúc này, biến đổi khác thường đột một phát sinh. Toàn thân của con yêu lang kia phát ra ánh sáng trắng, tản ra khí thức cường đại. Không tốt, con yêu thú này biến đổi khác thường, hẳn sắp bước vào 10 mạch, một thiếu niên lớn tuổi hơn kinh ngạc kêu lên, vội vàng nói: "Mọi người mau bỏ đi, yêu thú chín mạch bọn họ không sợ, chỉ khi nào bước vào 10 mạch, vậy có thể kình lực phóng ra ngoài, chiến lực nâng cao không có khả năng nhỏ tẹo nào." Bọn họ muốn rút lui, nhưng con yêu thú kia bị bao vây tấn công lâu như vậy, bị thương không nhẹ. Lấy hung tính của dã thú, làm sao có thể để cho bọn họ rời đi như vậy được. Nó nhúc nhích, thân hình giống như bay, sự biến đổi khác thường vẫn còn tiếp tục, trên bốn ngón chân của nó, ngón chân thứ 10 đang sinh ra cho dù nó trở thành người mạch lực lượng cũng sẽ không có lập tức liền nâng cao cực lớn nhưng lực lượng có thể phóng ra ngoài đây mới là thay đổi lớn nhất năm tên nam nữ đều có kinh hoàng thất sắc dù thế nào bọn họ cũng không thể ngờ được còn yêu thú chín mạch lại có thể sẽ đột phá ở thời điểm mấu chốt như vậy vận khí thực sự quá tệ hoán tuyết đi hỗ trợ lăng hàn nói chí ít hắn bây giờ còn là đội phó của huyền thanh kỳ đương nhiên không thể thấy chết mà không cứu được vâng tiểu thị nữ đáp ứng một tiếng lập tức lại vọt ra ngoài. Lăng Hàn không khỏi cảm thấy bất đắc dĩ, nhà đầu kia thật là có chút ngây ngô, nàng đi đánh nhau còn vác theo hành lý làm cái gì. ầm, um, hoán tuyết đã ra tay, một quyền đánh ra, khi kinh lực phóng ra ngoài, nàng đánh ra một quyền đáng sợ. chương 3606, con heo nhỏ màu hồng. Nàng chịu sự ảnh hưởng của Lăng Hàn, cũng lúc càng có khuynh hướng sử dụng nắm đấm. Năm tên nam nữ này đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ nhìn thấy gì, một mỹ nữ trên lưng mang theo một bọc hành lý cực lớn xuất hiện. Sau đó một quyền đánh về phía con yêu thú kia. Không chờ đầu óc bọn họ hoạt động trở lại, đã thấy ầm một tiếng, con yêu thú kia liền bị chấn động bay ra ngoài. Kinh lực phóng ra ngoài, cao thủ mười mạch. A a a, Hoán Tuyết liên tục ra tay, hung hăng đánh về phía con yêu lang. Yêu lang chỉ mới vừa bước vào mười mạch, so với chín mạch cũng chỉ khác ở một điểm có thể phóng kinh lực ra ngoài. Làm sao có thể là đối thủ của Hoán Tuyết đã bước vào mười mạch nhiều ngày? Rất nhanh, nó đã bị một quyền đánh gãy xương cột sống, thành một con sói chết. Đa tả cô nương tương trợ, năm người vội vàng nói cảm ơn. Hoán tuyết tuy rằng đã là mười mạch, lại không thay đổi được tâm tính tiểu thị nữ của nàng. Nàng vội vàng khom lưng hoàn lễ, nhất thời, bọc hành lý cực lớn lại hoàn toàn che khuất nàng. Bộ dáng này có chút buồn cười, lăng hàn đi ra, nói, đi, ngươi là người nào, lập tức có một thiếu niên nhảy ra ngoài, chỉ vào lăng hàn, nói. Ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho nàng? Đó là thiếu gia của ta." Hoán Tuyết yếu ớt nói. A, à, năm người đều nhìn về phía Lăng Hàn, sau đó lại nhìn Hoán Tuyết. Tất cả đều lắc đầu, dù thế nào cũng không tin. Lăng Hàn mỉm cười, "Ta cứu tính mạng của các ngươi, các ngươi chính là báo đáp ta như vậy sao?" "Phi, chúng ta là do vị cô nương này cứu." Một thiếu niên lập tức nói. "Ừ, bốn người khác đều gật đầu, tuổi tác của bọn họ cũng không lớn." Thiếu niên lớn tuổi nhất cũng chỉ có 16, 17 tuổi. Bốn người khác lại càng nhỏ tuổi hơn, nhiều lắm là 15, 16 tuổi. Ở tuổi này, bọn họ sùng bái nhất là anh Hùng. Hoán Tuyết cứu bọn họ từ trong miệng sói ra, ở trong cảm nhận của bọn họ thật giống như thiên thần. Bọn họ làm sao có thể tiếp nhận, thiên thần như vậy còn có một vị chủ nhân. Nhất là ba người thiếu niên lang, ánh mắt nhìn về phía Hoán Tuyết càng tràn ngập sự ái mộ. Vậy thì càng không có khả năng tiếp nhận thực tế nhưng ta thực sự là thị nữ của thiếu gia mà hoán tuyết dùng sức gật đầu những người này thật kỳ quái nàng hết lần này đến lần khác nhấn mạnh những người này cuối cùng cũng tiếp nhận hiện thực nhưng bọn họ lại càng thêm tức giận ngươi thật đáng ghét lại có thể để cho hoán tuyết tiểu thư làm việc nặng như vậy bọn họ chỉ trích nói xem hoán tuyết cõng bao nhiêu đồ ngươi đây là đang ngược đãi người ngươi nói cái giá đi phải bao nhiêu tiền mới bằng lòng để cho hoán tuyết cô nương chuộc thân hoán tuyết vội vàng lắc đầu giống như chống bỏi thiếu gia mới không có ngược đãi ta ta cũng không cần rời khỏi thiếu gia nàng thực sự sợ những thiếu niên tự cho mình là chính nghĩa vội vàng nhìn về phía lăng hàn nói thiếu gia chúng ta chạy mau lăng hàn không khỏi bật cười lại gật đầu nói được hai người nhanh chân bỏ chạy tốc độ nhanh như bay năm tên thiếu niên này làm sao có thể đuổi kịp bọn họ chỉ chạy vài bước liền ngừng lại chúng ta nhất định không thể trơ mắt nhìn hoán tuyết tiểu thư bị vùi lấp ở trong miệng cọp bọn họ nhất định là người của hồ cứ thành trở về thì điều tra nhất định phải điều tra cho ra nội tình của tên nam nhân kia cứu giúp hoán tuyết tiểu thư năm người này bốc lên ý chí chiến đấu hừng hực trong cuộc sống buồn chán của bọn họ lập tức có thêm một mục tiêu phấn đấu sau khi lăng hàn chạy ra một đoạn nói được không cần chạy nữa những người này không có đuổi theo hoán tuyết thở phù phù thiếu ra những người đó thực sự thật đáng sợ, lại muốn để cho nàng rời khỏi thiếu gia, tất cả đều là người xấu. Lăng Hàn cười ha ha một tiếng, nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục ra đi, rất nhanh, bọn họ tiếp tục ra đi, đường trên núi đặc biệt không dễ đi, khi bầu trời biến thành đen, bọn họ cách mục đích còn có gần một nửa lộ trình. Bởi vì đại thụ che trời, đến buổi tối, nơi này chính là tối đen một mảnh. Nói đưa tay không thấy được năm ngón có chút khoa trương, nhưng quả thực cũng không có tốt hơn chút nào hai người dừng lại chuẩn bị ăn một chút gì đó đợi sáng sớm ngày hôm sau lại chạy đi may mắn chính là bọn họ lại có thể lại ở bên cạnh một ổ thỏ hoán tuyết bắt được hai con thỏ vừa béo vừa lớn tiểu thị nữ sung sướng nhóm lửa lại dùng nước sạch rửa sạch thỏ chuẩn bị làm bữa tối rất nhanh thỏ nướng lại phát ra mùi thơm thịt biến thành màu vàng óng ánh mỡ béo nổ lốp đốp Lăng hàn cũng cảm thấy ngón tay động mạnh tay nghề của hoán tuyết quả thật không tệ sắc 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 đúng lúc này bụi cỏ phía trước đột nhiên có chút động tính. Lang Hàn đứng lên, có dã thú gì đó sắp xuất hiện sao, nhưng đợi một hồi, lại không có chút phản ứng nào. Hắn lại ngồi xuống, sao sạc xào sạc, bụi cỏ lại lay động, đùa dẫn người ta sao. Lăng Hàn chợt bạo phát ra lực lượng, hướng về phía bụi cỏ này, một quyền vung lên. ầm, um, hắn đánh ra ngoài, hiện tại hắn lại nắm giữ lực lớn trăm vạn cân. Một quyền này đánh ra, giống như có cơn lốc thổi lên, khiến khu vực một trượng nơi bị quyền rơi xuống cũng thành vùng đất bằng phẳng a à, cái gì cũng không có lang hàn kinh ngạc hắn chỉ thấy cỏ xanh tung bay cái khác cái gì cũng không có đây tình huống gì thiếu ra hoán tuyết vội vàng cũng nhảy qua lang hàn lắc đầu xoay người muốn trở về đi nhưng ánh mắt hắn chợt ngây ra con thỏ nướng đặt ở trên đống lửa đã không thấy không thấy thịt đương nhiên sẽ không vô duyên vô cớ tự mình chạy đi cho nên nó hoặc là bị người cầm đi hoặc là yêu thú nhưng bất kể là người hay là thú thực lực này thật sự không tầm thường a à, thật là con heo đáng yêu tiểu thị nữ đột nhiên kêu lên ừ lang hàn nhìn theo ánh mắt của tiểu thị nữ hắn chỉ thấy một con heo nhỏ màu hồng có kích thước giống như con mèo đang uốn éo cái mông đi tới con lợn nhỏ này thực sự mập tròn vo tròn vo toàn thân màu hồng đuôi lại vừa nhỏ vừa ngắn nếu như là heo lớn béo có lẽ sẽ khiến người ta cảm thấy buồn nôn nhưng con heo nhỏ màu hồng này lại sẽ chỉ làm cho người ta cảm thấy khả ái. Chí ít hoán tuyết đã rơi vào tay giặc, nàng lập tức bế con heo nhỏ màu hồng lên, hai mắt cũng hóa thành sao. Lăng Hàn nhìn tới, lại có nước bọt đang sinh sôi. chương 3607, tìm được cửu viêm thảo một. Mình đang đói bụng, một con heo nhỏ màu hồng lại tự mình đưa lên cửa. Đây là thiên ý, con heo nhỏ màu hồng kia hình như cảm ứng được ánh mắt của Lăng Hàn nó ngẩng đầu quay về phía lăng hàn khẽ kêu lên vài tiếng sau đó nhét đầu vào trong ngực của hoán tuyết bộ dạng dường như bị sợ hãi dựa vào con này thành tinh rồi sao sau khi diếu cợt mình một hồi lại có thể nhân cơ hội ăn sạch đậu hũ của hoán tuyết đậu ngươi giỏi lắm lăng hàn càng muốn giết con heo con màu hồng này ừ liền làm thành heo sữa quay cũng được thiếu ra không nên ăn nó có được hay không con lợn nhỏ thật đáng thương hoán tuyết nhìn về phía lăng hàn cầu khẩn nói lệ quang ánh lên đầy vẻ dịu dàng. Lăng Hàn thở dài, nói, được rồi, không ăn. Hoán tuyết nhất thời lộ ra vẻ mặt tươi cười, ôm con heo nhỏ màu hồng, mẫu tính tràn lan đã càng không thể cứu vãn được nữa. Lăng Hàn nhìn con lợn nhỏ, con heo nhỏ màu hồng thỉnh thoảng cũng sẽ liếc mắt về phía hắn, bộ dạng thật đắc ý. Dựa vào, một con heo lại có thể sẽ được nhân tính hóa như vậy. Lăng Hàn lại không có quên hai con thỏ nướng trước đó vô duyên vô cơ biến mất. Hiện tại xem ra, hung thủ đó chính là nó. Gia hỏa này trước dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, sau đó nhân cơ hội thuận tiến lấy đi hai con thỏ nướng. Sau khi ăn xong, nó lại lấy bộ dạng khiến người ta thương xót xuất hiện, khiến cho mẫu tính của tiểu thị nữ tràn lan. Ừ, bắt đầu từ chỉ số thông minh mà nói, con heo này lại tuyệt đối không ngu xuẩn. Lăng Hàn để ý là, tốc độ của con heo này làm sao có thể nhanh như vậy được. Hoán tuyết, đưa con heo này cho ta xem. Hắn nói, a à, hoán tuyết có chút lưu luyến không rời nhưng vẫn đưa con heo nhỏ màu hồng về phía lăng hàn ếch 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 con heo nhỏ lại là phát ra tiếng kêu giống như bị chọc tiết ra sức trốn ở trong lòng của hoán tuyết lăng hàn một tay lại nắm lấy con heo nhỏ màu hồng tới trái nhìn phải nhìn hắn cũng không phát hiện ra con heo này có chỗ gì thần kỳ đây căn bản không phải là một con yêu thú hoàn toàn không có cảm giác lực lượng điều này rất quỷ dị nếu như quả thật là một con heo được bình thường lại làm thế nào sống sót được ở Đại Thanh Sơn? Gặp phải động vật hoặc là yêu thú ăn thịt cường đại, chẳng lẽ còn có thể dựa vào bán manh cầu sinh sao? Nếu như không có lời của tiểu thị nữ, Lăng Hàn thật sự muốn lấy chút máu của con heo béo nhỏ này các loại, cố gắng nghiên cứu một chút. Nhưng hoán tuyết lại ở bên cạnh sử dụng ánh mắt đầy tội nghiệp nhìn hắn, khiến cho Lăng Hàn giống như đứng ngồi không yên. Thôi đi, tạm thời không động thủ, Lăng Hàn trả lại con heo nhỏ màu hồng cho hoán tuyết. Con heo béo nhỏ lại lập tức chui vào trong lòng hoán tuyết, bộ dạng con lợn nhỏ thật đáng sợ. Thực sự thấy quỷ, lang hàn đi một vòng, rất nhanh lại săn được một con sơn dương, giao cho hoán tuyết đi xử lý. Không bao lâu, mùi thơm lại xông vào mũi, ngón trỏ của lang hàn vội động, lập tức kéo xuống một miếng ăn. Con heo nhỏ màu hồng cũng ô ô ô kêu lên, há miệng ra, bộ dạng ta muốn ăn. Hoán tuyết ôn nhu đút thức ăn cho con heo nhỏ màu hồng. Đừng thấy con heo này không lớn, nhưng ăn uống lại vô cùng kinh người từng miếng từng miếng ăn vào hình như không biết ăn no vùi đầu ăn bụng của nó rất mập rất tròn có thể ăn được nhiều thịt hơn nữa cũng không có thấy bụng nó nhô lên giống như đó là một cái động không đáy ăn ngon háo sắc trong khoảng thời gian ngắn lăng hàn đã phát hiện hai đặc điểm của con heo này này tổng kết lại chính là phế vật một con dê rất nhanh đã bị chia sạch sẽ lăng hàn ăn gần một nửa con heo nhỏ màu hồng cũng ăn gần phân nửa số còn lại mới bị tiểu thị nữ tiêu diệt con heo này quả nhiên là một ăn kẻ hàng buổi tối hoán tuyết rất sợ con heo nhỏ màu hồng bị lạnh nhét con heo nhỏ béo này vào ngực ở khiến con heo béo này hạnh phúc hai mắt cũng đang phát ra ánh sáng tới thời gian nửa đêm con heo này quả nhiên cố gắng nâng cao tiếng khò khè thật là muốn giết nó à ngày hôm sau lang hàn cùng hoán tuyết tiếp tục đi bước về phía giữa sườn núi ở đây thật ra không có trận pháp áp chế nhưng thiên nhiên núi hiểm nước ác đồng thời khó có thể tiến lên phía trước, tràn ngập nguy hiểm. Hơn nữa, ở đây còn có yêu thú cường đại, phần nhiều chính là ngoài mười mạch, cho dù là hoán huyết cảnh cũng không phải là không có. Không có cách nào, địa hình nơi này quá mức hiểm ác đáng sợ, bốn đại kỳ rất khó xuất phát tiến vào đây, cao thủ chân chính, lại làm sao có thể chạy đến nơi đây. Cho nên, ở đây hoàn toàn không có vết tích của con người. Chỉ có điều nơi này có cửu viêm thảo cũng chỉ là lời đồn đại. Từ hơn 20 năm trước, Hồ Cứ Thành vừa thành lập, đã từng xuất động rất nhiều cao thủ quét sạch khu vực bốn phía xung quanh, liền có người phát hiện ra ở đây có cửu viêm thảo. Chuyện này cũng đã qua hơn 20 năm, ai biết cửu viêm thảo có còn hay không, nói không chừng ở trong hoàn cảnh đại biến, nó đã bị diệt sạch. Địa phương quá lớn, lang Hàn và Hoán Tuyết tuy rằng cố gắng tìm kiếm, nhưng muốn di chuyển hết một vòng ở khu vực này, nếu không phải 10 ngày nửa tháng vậy cũng đừng hòng mơ tưởng. Thời gian quá dài, xx xx, con heo nhỏ màu hồng kêu lên, làm gì, Lăng Hàn trừng mắt nhìn, loại heo háo sắc này chắc hẳn phải giết làm heo sữa quay. Nó đói bụng, hoán tuyết nhỏ giọng nói, cứ như thế một ngày hai ngày, nàng và con lợn sữa nhỏ. À không, con heo nhỏ màu hồng đã đặc biệt quen thuộc. Ăn ăn ăn, chỉ có biết ăn thôi, Lăng Hàn mím miệng, không bằng giết làm heo sữa quay ăn. Không nên, không nên, hoán tuyết liền vội vàng lắc đầu, con heo nhỏ màu hồng cũng căm tức nhìn Lăng Hàn, gào khóc, bộ dạng giống như đối mặt với giai cấp quân địch chỉ biết ăn chỉ biết háo sắc không ăn nó thì để làm gì lăng hàn nói ô ô con heo nhỏ màu hồng nhìn thẳng về phía lăng hàn kêu lên giống như nghe hiểu được tiếng người con heo này quả thật có chút thú vị heo con người nhất định phải chứng minh mình có tác dụng thiếu gia cũng không thích đồ vô dụng tiểu thị nữ xoa đầu của con heo nhỏ màu hồng lời nặng ý giải nói con heo nhỏ màu hồng biểu thị rất đáng thương nó là kẻ không có năng lực nó kiêu ngạo ngẩng đầu lên bộ dạng ta cái gì cũng có thể làm được. chương 3608, tìm được cửu viêm thảo hai a à, heo con, người thật có thể làm việc sao? Hoán tuyết ngạc nhiên nói, Ếch Ếch, Ếch Ếch con heo nhỏ màu hồng dùng sức gật đầu, dựa vào, con heo này thật sự thành tinh. Heo con, thiếu gia muốn tìm cửu viêm thảo, người biết nơi nào có hay không? Hoán tuyết hỏi, con heo nhỏ màu hồng lộ ra vẻ suy nghĩ. Một lúc sau, nó kêu ếch một tiếng, từ trong lòng hoán tuyết nhảy ra ngoài, chạy về phía một chỗ. A, à, gia hỏa này thật đúng là biết cửu viêm thảo ở đâu sao. Lăng Hàn và Hoán Tuyết đi theo, nhưng đi chưa được mấy bước, liền thấy con heo nhỏ màu hồng kia bất động, hai tay, hai chân giang ra, nằm trên mặt đất. Nó sao vừa đi đã vậy? Lăng Hàn hỏi, mệt mỏi, Hoán Tuyết giải thích, cái này là mệt mỏi sao? Lăng Hàn nhìn lại một chút khoảng cách con lợn này vừa đi qua. Nhiều lắm cũng không vượt quá một trăm trượng, dựa vào, chỉ vậy đã mệt gục xuống. Thực sự là một con heo lười biếng, ta tới ôm ngươi, Hoán Tuyết ôm con heo nhỏ màu hồng lên, "Ss", con heo béo nhỏ phát ra tiếng kêu thoải mái, sử dụng cái đầu heo béo ủi ủi vào ngực Hoán Tuyết, dáng vẻ đắm đuối khiến cho Lăng Hàn quả thực cũng muốn đánh người. Chỉ có điều, con heo lười biếng này cuối cùng cũng không tới mức vô trách nhiệm. Nó vươn cái chân mập của nó chỉ về phía trước, Hoán Tuyết ôm nó đi, Lăng Hàn lại đi theo ở phía sau, con heo đáng chết không phải mù quáng mà chỉ về phía trước. Có đôi khi nó chỉ về phía bên trái, có đôi khi lại chỉ về phía bên phải. Đường đặc biệt khó đi, sau khoảng gần 2 giờ, con heo béo kia cuối cùng không lên tiếng nữa. a, à, lang hàn sửng sốt, phía trước xuất hiện một gốc cỏ, dài chừng một thước, toàn thân màu đỏ thấm. Mà ở trong một khu vực rất lớn gần nó, không mọc lấy một cọng cỏ dại nào. Cửu viêm thảo, cửu viêm thảo có một đặc điểm rất lớn, đó chính là nó lớn lên rất cao, như vậy ở trong khu vực nó sinh trưởng liền sẽ không có cọng cỏ nào khác sống được. Bởi vì ở trong khu vực như vậy, đất đai đều là lửa đỏ, những vật khác không sống được lâu. Con heo béo đáng chết này thật sự tìm được cửu viêm thảo. Ngoại trừ có thể ăn, có thể ngủ, sẽ lười biếng, lại còn có thể làm được chút chuyện thật sự. Vẫn tính là có chút tác dụng, không ăn trừ cơm của ta. Lăng Hàn gật đầu, hắn hái cửu viêm thảo lên, thu vào trong bọc hành lý. Đi thôi, trở lại. Hắn mỉm cười, lần hành động này thuận lợi một cách thần kỳ mới đi lên một hồi như vậy, lại hái được cửu viêm thảo. Con heo này là giống gì, còn thật sự có năng lực như vậy. Lăng Hàn cười nói, hắn đưa tay ra nắm lấy con heo béo kia. Ếc, con heo háo sắc kia phát ra tiếng thét chói tai, chui về phía ngực của hoán tuyết. Nhưng ngực mới rộng bao nhiêu, nó trốn thế nào? Hắn bị một tay của Lăng Hàn nắm lấy, con heo háo sắc hướng về phía Lăng Hàn không ngừng phun nước miếng. Đừng xem nó chỉ hơi lớn như vậy, nhưng lượng nước bọt phun ra ngoài lại đặc biệt kinh người giống như một trận mưa to chút xuống. Lăng Hàn không đề phòng, nhất thời bị văng đầy mặt và cổ. Dựa vào, con lợn chết nhà ngươi, ta phải đánh chết ngươi. Lăng Hàn giận dữ, một đấm lại đập tới. Ếch con heo nhỏ màu hồng vội vàng dẫy ruộ, nhưng nó làm sao dẫy thoát được. Nó bị Lăng Hàn một quyền đánh tới vừa vặn. Chỉ có điều, lá gan của con heo háo sắc này cũng không nhỏ, chẳng những không có kinh sợ, nước bọt phun ra trái lại càng mãnh liệt hơn. Ầm ầm ầm, Lăng Hàn liên tục ra quyền, phụt 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 con heo nhỏ màu hồng cũng phun nước bọt không ngừng cuối cùng lăng hàn dừng tay lại hắn ném con héo háo sắc cho hoán tuyết trên mặt lộ vẻ kinh ngạc bởi vì ngay từ lúc đầu hắn cũng không sử dụng sức lực gì nhưng mấy quyền sau hắn lại tăng thêm một ít chỉ có điều đánh vào trên thân của con heo béo đáng chết này lại thật sự giống như nện ở trên bông mềm mà không chịu lực hắn vẫn luôn tăng lực nhưng trước sau không có cách nào thương tổn được con heo háo sắc này cổ quái đặc biệt cổ quái thảo nào ra hỏa này mập tròn vo, nhưng ở trong đại thanh sơn lại có thể lăn lộn thoải mái như vậy, không bị con giã thú nào ngậm đi đánh răng. Cho dù là yêu thú cấp hoán huyết cảnh khác tới, chắc hẳn cũng không làm gì được thể phách của nó. Heo háo sắc, thật đúng là coi thường ngươi, trong miệng con heo nhỏ màu hồng phát ra âm thanh khe khẽ, hình như đang mắng lăng hàn. Heo háo sắc, ở đây còn có bảo dược gì, dẫn chúng ta đi tìm một chút. Lăng hàn nói, con heo này có chút năng lực thật khiến cho người ta không tưởng tượng được con heo nhỏ màu hồng không để ý tới hắn mà vùi đầu vào ngực của hoán tuyết ngực chỉ lộ ra một cái mông tròn mập nhìn thế này thật sự làm cho người ta không khống chế được muốn bắt tới làm heo quay sữa ăn heo con thiếu gia là đại sư đan đạo cho nên người biết nơi nào có bảo thuốc gì vẫn là nói cho thiếu gia biết đi hoán tuyết vừa đi vừa nói con heo nhỏ màu hồng xoay người lại quan sát lăng hàn từ trên xuống dưới một hồi nhất thời trồng bốn vó lên phát ra những tiếng kêu khe khẽ, vẻ cười nhạo vô cùng rõ ràng. Lăng Hàn không nhịn được cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn ở hiệp hội đan đạo, có người nào không phải cung cung kính kính gọi hắn một tiếng lăng đại sư. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn lại có thể bị một con heo háo sắc lười biếng cười nhạo. Lại nói tiếp, con heo này thực sự quỷ dị, thực lực yêu thú càng cao, trí tuệ lại càng được khai hóa. Sông như hầu ca có thể nói ngôn ngữ của nhân loại, nếu không phải là bộ dạng đầu khỉ não khỉ so với người còn có cái gì khác biệt nhưng con heo này không có thực lực gì rõ ràng nhưng thật giống như đánh không chết hơn nữa trình độ trí tuệ cũng rất cao đúng là kỳ quặc quái gở có được hay không heo con người giúp thiếu ra một chút đi hoán tuyết lại nói con heo nhỏ màu hồng nhất thời run rẩy cả người hình như chịu không nổi mỹ nữ dùng lời lẽ ôn nhu xương cốt toàn thân cũng mềm ra nó vươn móng chân chỉ về phía một phương hướng Lăng Hàn và Hoán Tuyết liền lập tức đi tới. Bọn họ đi được một hồi, lại có thể phát hiện ra một gốc cây sâm già. Đây là một gốc cây sâm màu vàng, nhìn thế nào cũng có năm 600 năm, tràn ngập sức sống giạt rào. Vật đại bổ, hai mắt Lăng Hàn tỏa ra ánh sáng. Tuy rằng hắn đã có năm phượng vương bích quả, nhưng sau khi trùng kích hoán huyết cảnh sau, còn có hai thay đổi, ba thay đổi các loại, bổ khí máu bảo vật, càng nhiều càng tốt. chương 3609, con heo cổ quái. Heo béo, người đối nơi này vẫn rất quen thuộc đi lang hàn nói nếu để cho hắn và hoán tuyết tìm kiếm lấy gốc cây sâm già này sinh trưởng ở nơi hẻo lánh như vậy không hai ba tháng đừng hòng mơ tưởng có thể phát hiện ra được thật là nhìn không ra con heo háo sắc này mới đi được vài bước đã lười biếng nằm dạp trên mặt đất lại còn hiểu rõ đối với nơi này như thế sau đó gọi ngươi là heo tìm bảo lang hàn cười nói con heo nhỏ màu hồng lộ ra vẻ cười diễu cợt đối với cái danh hiệu này nó có vẻ cực kỳ xem thường vậy ngươi tên gì lăng hàn hỏi con heo nhỏ màu hồng quay đầu đi phát ra tiếng ếch ếch có vẻ hết sức cao ngạo con rất biết sĩ diện vậy thôi được vẫn là gọi ngươi là heo háo sắc heo lười biếng là được lăng hàn buông tha dự định đặt tên cho con heo này ở dưới lời lẽ ôn nhu của hoán tuyết con heo nhỏ màu hồng lại chỉ điểm phương hướng vị trí nhưng lần này nó dẫn hai người đi về phía đỉnh đại thanh sơn sau khi đi qua giữa sườn núi lăng hàn lại nhăn mày nhíu mặt có áp lực đáng sợ bao phủ, khiến cho tâm linh hắn chấn gờ động. Hoán tuyết càng không chịu nổi, toàn thân có mồ hôi lạnh chảy ròng, không ngừng run rẩy. Đúng lúc này, ở cổ lăng hàn đột nhiên có ánh sáng màu tím chấp động. Nhất thời, áp lực này giảm bớt đi rất nhiều. A, à, lại là cái vòng màu tím này. Lý trường đan này thật đúng là có số mệnh kinh người, lấy được một bảo bối dạng này. Nhưng số mệnh của đối phương gặp phải hắn, vẫn tốt hiển nhiên liền dừng lại. Nếu không cũng sẽ không chết ở trong tay của hắn lăng hàn gãi gãi đầu hắn đồng thời gồm hai thuộc tính siêu cấp may mắn và siêu cấp xui xẻo bị người chọc tới đây tuyệt đối là do thuộc tính xui xẻo phát huy tác dụng hoán tuyết không nên đi nữa hắn nói tiểu thị nữ căn bản không chống đỡ nổi áp lực như vậy hoán tuyết theo lời dừng lại nàng quả thực không đi được nàng có thể kiên trì đến bây giờ cũng là bởi vì có lăng hàn ở bên cạnh điều này hóa thành một niềm tin mãnh liệt con heo nhỏ màu hồng lại nhìn chằm chằm vào lăng hàn chính xác là cổ hắn veo nó liền nhào tới lăng hàn chỉ là nó hiển nhiên đánh giá cao năng lực nhảy của mình mới nhào qua được một nửa khoảng cách nó lại từ trên không trung ngã rơi xuống é, é, nó phát ra tiếng kêu giống như bị chọc tiết lại không có cách nào ngăn cản số phận nó nặng nề ngã trên mặt đất hoán tuyết đã mềm chân căn bản không có khả năng ra tay lăng hàn lại làm sao có thể đúng lúc đỡ lấy con heo nhỏ lười biếng này bị một con heo háo sắc nhào tới hắn buồn nôn cũng buồn nôn chết được, làm sao có thể đi đỡ. Bộp, con heo nhỏ màu hồng ngã trên mặt đất, vẫn không nhúc nhích. Heo con, hoán tuyết vội vàng gọi, yên tâm, chết không được. Lang Hàn cười nói, ra hỏa kia ngay cả quyền lực của hắn cũng có thể nhận, làm sao có thể bị ngã thương chết được. Nhưng con heo này lại có thể không có nhúc nhích chút nào. Không nên giả vờ đáng thương, mau dậy làm chính sự. Lang Hàn dùng chân đẩy đẩy người nó. Phu, phu, phu vừa lật thân nói lên, lại phát hiện con heo béo này thì ra đang ngủ, phát ra tiếng ngáy. Ngã một cái cũng có thể ngủ, ngươi nha, đúng là heo mà, ách, nó đúng là heo, chỉ có điều, bị lăng hàn đẩy một cái như thế, con heo nhỏ màu hồng cũng tỉnh lại. Nó lại nhìn chằm chằm vào, cổ lăng hàn, mắt heo phát sáng, thế nào, mơ ước bảo bối của ta sao? Lăng hàn cười nói, hắn còn muốn lấy cái vòng màu tím xuống, hắn cũng rất tò mò về lai lịch của thứ đồ chơi này. Con heo nhỏ màu hồng lại gần nhìn, nó còn dùng mũi người một cái, sau đó làm một động tác khiến cho lăng hàn phát điên. Nó hướng về phía cái vòng màu tím, ra sức phun nước bọt lên. Dựa vào, lăng hàn vội vàng thu hồi chiếc vòng lại, heo béo, có tin ta đánh người thành lợn chết hay không? Con heo nhỏ màu hồng nhất thời lộ ra vẻ khinh thường, bộ dạng heo đại gia căn bản không sợ ngươi. Hình như ở trong mắt con heo này, chiếc vòng màu tím cũng không thể xem như là bảo vật gì. Cho nên, nó chỉ là tò mò nhìn một chút sau đó lại ghét bỏ phun nước bọt lên con heo này tuyệt đối cổ quái hoán tuyết nàng chờ ở đây ta mang theo con heo béo này đi tiếp lăng hàn nói con heo nhỏ màu hồng vừa nghe lập tức mở hai tay hai chân ra bám ở trên đùi của hoán tuyết rõ ràng không tính đi cùng lăng hàn đây là ghét bỏ lăng hàn làm sao có thể quan tâm tới nó hắn cứng rắn kéo con heo nhỏ màu hồng xuống con heo có năng lực chịu đựng đánh rất giỏi nhưng lực lượng lại cực yếu làm sao địch nổi lăng hàn khiến cho nó phát ra tiếng kêu thảm thiết lăng hàn mang theo con heo nhỏ màu hồng tiếp tục đi về phía trên núi đi chiếc vòng màu tím ở cổ phát ra ánh sáng đối kháng với áp lực ở ngọn núi này nhưng cho dù là như vậy càng đi lên trên núi áp lực này lại càng đáng sợ rất nhanh lăng hàn cũng bắt đầu chảy mồ hôi rắc, rắc 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 khớp xương của hắn cũng phát ra tiếng động đáng sợ đây chắc hẳn không phải là trận pháp gì đây là khí thức cường giả lưu lại không có tồn tại biện pháp nào phá giải. Bản thân ngươi mạnh mẽ là có thể địch nổi hoặc là không để ý tới áp lực như vậy. Nếu không đủ mạnh, vậy cũng chỉ có thể nằm xuống. Trái lại con heo nhỏ màu hồng giống như không có vấn đề gì. Hình như nó có thể miễn dịch áp lực như vậy. Con heo béo này thỉnh thoảng lại liếc nhìn lăng hàn một chút, trong ánh mắt tràn ngập sự cười nhạo và khinh bỉ. Một ngày nào đó, sẽ biến người thành heo quay. Lăng hàn nói, Ếch, con heo nhỏ màu hồng trả lời lại một cách mỉa mai, Tuy rằng nó kêu tới kêu lui cũng chỉ sẽ kêu được như vậy. Mặc kệ ngươi, Lang Hàn mang theo con heo nhỏ màu hồng tiếp tục đi tới. Áp lực kinh khủng càng lúc càng lớn mạnh, tốc độ của hắn cũng càng lúc càng chậm, tiếng khớp xương kêu lên giống như vỏ đậu vỡ. A, à, Lang Hàn kinh ngạc, bởi vì ở phía trước hắn lại có thể xuất hiện một loạt bậc thang. Hơn nữa còn sử dụng loại đá ngọc thượng hạng làm ra, tản ra ánh sáng nhu hòa. Dưới chân núi này không có bậc thang, ngược lại là từ giữa sườn núi đi lên mới có. Dù nói thế nào cũng không thông, lang Hàn ngẩng đầu nhìn lên phía trước, mơ hồ lại thấy phía trước có vài đường nét của các kiến trúc, nhưng cũng không thể nhìn thấy rõ ràng. Đó là kiến trúc do văn minh đời trước lưu lại sao? Chương 3610, di tích cổ đổ nát. Sau khi thiên địa biến hóa kịch liệt, mặt đất bị phá vỡ, khiến cho rất nhiều kiến trúc cổ đều xuất hiện dưới ánh mặt trời. Bởi vậy, ngọn núi này trước kia là ở dưới đất, không chừng cũng vừa xuất hiện không lâu. Nếu không chắc hẳn rất khó xuất hiện linh dược nhân sâm năm 600 năm. Di ích cổ, thông thường đại biểu chính là cơ duyên. Lăng Hàn luôn cảm thấy hiện tại võ đạo mới chỉ là khởi bước mà thôi. Điều phán đoán này đến từ đan dược, cho dù hắn là đế vương đan đạo, đối với đan đạo vô cùng nhạy bén. Nhưng hắn cũng không phải liếc mắt nhìn phương pháp luyện đan là có thể chế luyện ra, hơn nữa còn một lần là được công. Điều này chỉ có một giải thích, đó chính là phương pháp luyện đan quá cấp thấp, cho nên hắn có khả năng liếc mắt nhìn, còn có thể rất nhanh làm ra cải tiến. Mà đan dược như vậy lại là phục vụ cho ai? Đương nhiên là võ giả hiện tại, bất luận là thông mạch cảnh, hoán huyết cảnh hay cực cốt cảnh. Cho nên, Lăng Hàn có thể cho ra suy luận, trình độ võ đạo hiện tại cũng rất thấp. Cảnh giới võ đạo càng thấp, tốc độ nâng cao này lại càng nhanh hơn. Giống như Lăng Hàn sử dụng trận thế cường hào nửa ngày là có thể hoàn thành tu luyện một mạch. Điều này đặt ở cảnh giới cao là chuyện không có thể nào nghĩ tới. Như vậy nếu như có thể phát hiện một di tích cổ văn minh cao đẳng đời trước, nói không chừng có thể khiến cho hắn lập tức trở thành cường giả trên cực cốt cảnh. Quan trọng nhất chính là tinh thần lực nâng cao, khiến cho hắn có thể cùng người nhà đoàn tụ. Tim hắn đập thình thịch, một chân bước ra, dẫm lên trên bậc thang. ông một lực lượng khổng lồ phản chấn qua, ầm, um, cả người lang hàn nhất thời ngã về phía sau, một cái ngã rất rất thật. Sssss, con heo nhỏ màu hồng cười đến lật ngửa người, bốn cái chân nhỏ ngắn đạp loạn, quả thực giống như mất trí quyết định, hiện tại lại ăn heo quay sữa." Lang Hàn hung tợn nói. Con heo nhỏ màu hồng căn bản không sợ hắn, đối diện với hắn. Lang Hàn cười hắc hắc, "Ngươi cho rằng ngươi chịu đựng đánh tốt thì ta không làm gì được ngươi sao?" Con heo nhỏ màu hồng thoáng lộ ra một vẻ không hiểu. "Vậy ngươi còn có thể làm như thế nào?" Lang Hàn một tay kéo cái đuôi ngắn của con heo nhỏ màu hồng lên, nhấc ngược nó lại. "Ss, con heo nhỏ màu hồng lập tức hét thảm lên, đầu dưới chân trên, rất dễ dàng sung huyết não đấy." Khốn kiếp, Lăng Hàn lại bước lên bậc thang, nhưng hắn vẫn bị bắn ngược trở lại, ngay cả người dẫn heo bị ném một cái rất thảm. Thôi đi, không đi chính diện, Lăng Hàn tránh bậc thang này, theo bên cạnh đi tới. Nơi này không có đường, núi đá gồ ghề, hơn nữa áp lực cực lớn, cũng không dễ đi. Nhưng ít ra không có lực lượng từ dưới chân bắn ngược lại, vẫn có thể đi lên. Chỉ là tốc độ lại chậm hơn một ít, Lăng Hàn chậm rãi đi về phía trên núi, đi được vài bước, hắn lại dừng lại thở lên một hồi. Áp lực này thật sự đáng sợ, nhưng hắn từ thế giới nguyên một đường đi tới, áp lực lớn một chút lại tính là gì? Con heo nhỏ màu hồng cũng chấn động, trong mắt nó, nhân loại này ban đầu rất tầm thường, không ngờ lại có sự kiên trì như vậy. Trùng kích võ đạo đỉnh phong, tất nhiên cần phải có thiên phú. Nhưng trên thực tế, ý chí vững chắc quan trọng hơn. Có khi là tin tức đứng đầu thiên tài ở trên đường trùng kích ngã xuống được truyền ra, hơn phân nửa nguyên nhân trong đó chính là không đủ bền bỉ không có thể cắn răng chống đỡ đi tới. Hình như có chút nhân loại khó coi như vậy, tốn thời gian nửa ngày, Lăng Hàn cuối cùng nhìn thấy được kiến trúc phía trước. Hắn kinh ngạc, nơi đây đã từng là một khu nhà, thuộc về thế lực văn minh nào đó. Nhưng bây giờ phần lớn nhà đều bị phá hủy, thậm chí, trên mặt đất còn có thể nhìn thấy được thi thể đã sớm bị nắng gió hóa thành xương trắng. Nhưng vừa vặn trang phục trên người vẫn còn, điều này vô cùng cổ quái, đến nơi này, áp lực lớn hơn nữa. Lăng Hàn thật sự được không có cách nào tiếp tục đi về phía trước. Hắn cẩn thận quan sát, tìm kiếm nguồn gốc của áp lực. XS, con heo nhỏ màu hồng đột nhiên chỉ vào một phương hướng. Lăng Hàn nhìn sang, nhưng cái gì cũng không có thấy. Con heo háo sắc, người muốn cho ta nhìn cái gì? Bốp, con heo nhỏ màu hồng tắt hắn một cái. Mắt Lăng Hàn lập tức trở nên rõ ràng. Hắn thấy được, ở địa phương vô cùng xa xôi, có một vết kiếm sâu. Chính là vết kiếm này phát ra sát khí đáng sợ, hình thành áp lực bao phủ toàn bộ đỉnh núi chờ một chút vì sao ta biết đây là vết kiếm trong lòng lăng hàn hiện lên một sự nghi ngờ đây chẳng qua là một vết tích lớn đau thương kiếm thậm chí bàn tay cũng có thể đánh ra được vì sao hắn phải nhận định đó là vết kiếm hắn nhìn về phía con heo nhỏ màu hồng cảnh tượng kia là do con heo nhỏ màu hồng khiến cho hắn nhìn thấy được cho nên cái này cũng rất có khả năng là do bản thân con heo nhỏ màu hồng phán đoán ra con heo háo sắc trên người ngươi cất giấu bao nhiêu bí mật." Lăng Hàn xách con heo nhỏ màu hồng lên, "SS, con heo nhỏ màu hồng căn bản không nhìn thẳng vào hắn. Nhưng vì thế nó lập tức phải trả cái giá lớn. Nó bị Lăng Hàn dùng một tay ném ra ngoài. Lăng Hàn lại nhìn về phía trên núi, lẩm bẩm nói: "Lên thì không có khả năng đi lên được, nhưng có thể ở xung quanh tìm được một vài thứ tốt hay không?" Hắn không tiến vào khu nhà cực lớn này, chỉ có thể đi ở xung quanh. Không lâu sau đó, hắn phát hiện ra một thanh kiếm gãy cách hắn rất gần. Đại khái là khoảng hai trượng, hơn nữa cũng không ở trên con đường lát ngọc thạch, có thể lấy được hay không. Hắn nỗ lực đi về phía trước, nhưng đi lên được hai bước, hắn cũng chỉ cảm thấy nơi cổ họng có vị mặn truyền đến. Một ngụm máu tươi đã phun tới, không được không được, lại đi tiếp chính là phải chết. Lang Hàn lui trở lại, con heo nhỏ màu hồng lại sử dụng ánh mắt khinh thường liếc nhìn hắn, bộ dạng ngươi tới cầu heo đại ra đi. Phi, Lang Hàn nỗ lực sử dụng cành cây gầy thanh kiếm kia trở về, nhưng cũng không có tác dụng. Thứ gì chỉ cần tới gần thanh kiếm kia, lập tức liền bị vỡ nát. Thật đúng là không có cách nào, chỉ có thể cầu con heo háo sắc kia thôi sao. Ếch con heo nhỏ màu hồng lộ vẻ cao ngạo, bộ dạng ăn chắc lăng hàn. Trong lòng lăng hàn thoáng động, hắn phát ra tinh thần lực. Ở giai đoạn này, niệm lực của hắn cũng có thể khống chế trận văn. Nói đến cường độ lực lượng, nhiều lắm chính là nâng mấy cuốn sách lên mà thôi. mười 3611, được bảo, chỉ có điều, như vậy cũng đủ để kéo thanh kiếm trở lại. Lăng Hàn lập tức phát ra niệm lực, cái này cũng không bị áp lực ảnh hưởng, lập tức lại quấn lên chuôi của thanh kiếm kia, sau đó hóa thành một bàn tay, dùng sức kéo về. Keng, thanh kiếm gãy phát ra một tiếng vang, di chuyển về phía hắn một chút. A, à, đây là tình huống gì? Con heo nhỏ màu hồng lộ ra vẻ kinh ngạc, nó nhìn về phía Lăng Hàn, chợt bừng tỉnh hiểu ra. Tinh thần lực, nhân loại này lại có thể ở thông mạch cảnh tu luyện ra tinh thần lực. Hừ có chút thú vị lăng hàn vừa thấy vậy tất nhiên lòng tin tăng vọt hắn lại lấy tinh thần lực kéo một cái keng thanh kiếm gãy cũng lại di chuyển về phía hắn một ít keng 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 mỗi lần thanh kiếm gãy cũng chỉ có thể di chuyển được khoảng mấy tấc nhưng theo thời gian khoảng cách của nó với lăng hàn cũng càng lúc càng gần sau nửa giờ nó đã xuất hiện ở dưới chân lăng hàn thành công veo con heo nhỏ màu hồng đột nhiên vọt ra ngoài mở miệng cắn lấy chuôi của thanh kiếm gãy nhanh chân bỏ chạy nó chạy vài bước còn quay đầu lại nhìn về phía lăng hàn thoáng lộ ra một vẻ tươi cười hình như đang nói người tới đuổi theo ta đi lăng hàn hoàn toàn không để ý tới nó trái lại khoanh hai tay ở trước ngực con heo nhỏ màu hồng giận dữ tiếp tục chạy nhưng chỉ mới chạy được vài bước nó liền bắt đầu thở hồng hộc trực tiếp nằm úp sấp chạy hết nổi rồi lăng hàn đi tới tùy ý đoạt lấy thanh kiếm gãy từ trong miệng của con heo nhỏ màu hồng lười biếng heo người thực sự quá yếu con heo nhỏ màu hồng bi thương căm vẫn không hiểu nổi nó khẽ kêu lên vài tiếng lang hàn nhìn kỹ cái thanh kiếm gãy này trên thân kiếm có thật nhiều đường vân cùng với trận văn hắn học được có chút giống nhau nhưng lại muốn phức tạp hơn nghiêm khắc mà nói càng giống với đại trận của cổ đạo tông kia hắn đã từng đào ra ba trận cơ nghiên cứu cẩn thận còn có thể sử dụng được sao lang hàn thử vung vẩy thanh kiếm gãy đi chém tảng đá một cảnh tượng khiến cho hắn giật mình xuất hiện thanh kiếm gãy này vô cùng sắc bén dưới một kiếm chém xuống tảng đá liền bị cắt qua giống như cắt đậu hũ vậy chỉ từ điểm đó mà nói chính là trí bảo thân thể hoán huyết cảnh được bí lực rèn luyện thể phách đặc biệt cường đại cho dù là vũ khí nóng cũng gần như có thể không cần để ý tới nhưng bị thanh kiếm này cắt lên một cái bảo đảm xương ngay lập tức sẽ gãy mất chờ một chút phía mặt trên còn có thứ cùng loại với trận văn có thể bị kích hoạt hay không nếu như có thể như vậy phải làm cái gì ta lại không hiểu đây là trận văn hay cái gì khác không đúng thời điểm chiến đấu tình thế vạn biến trong nháy mắt một ý niệm là có thể quyết định sinh tử làm sao có thời gian để cho ngươi chậm rãi kích hoạt trận văn ánh mắt lăng hàn nhất thời sáng lên niệm lực hắn lại phát ra niệm lực tràn vào trên thân kiếm nhưng thanh kiếm gãy hoàn toàn không có chút phản ứng nào không phải là không có phản ứng mà là niệm lực của ta quá yếu lại tăng thêm một chút lăng hàn không ngừng tăng cường niệm lực nhưng mãi đến khi hắn hoàn toàn rót hết tinh thần lực ra, thanh kiếm gãy mới có một ký hiệu nhất thời sáng lên. Vèo, một đạo kiếm khí bắn ra với mắt thường có thể thấy được, hiện lên màu xanh. Ầm, 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 kiếm khí một đường đảo qua, dọc theo đường đá, từng khối một bị vỡ nát. Mãi đến khi kiếm khí đạt được phạm vi 10 trượng, lúc này nó mới tự mình tan biến. Dựa vào, thật là mạnh, Lăng Hàn kinh ngạc kêu lên, cho dù bây giờ hắn có được lực trăm vạn cân, nhưng kinh lực phóng ra ngoài khoảng cách cũng vẫn chỉ có ba trượng. Cũng không có tăng lên, nhưng cái thanh kiếm gãy này bắn ra kiếm khí lại có thể đạt được khoảng cách 10 trượng, uy lực càng đáng sợ. Nhặt được bảo, thực sự là nhặt được bảo, lang hàn lộ ra nụ cười vui mừng, lúc này mới chỉ là kích hoạt một ký hiệu mà thôi. Trên thanh kiếm gãy hãy còn còn có bốn ký hiệu hoàn chỉnh. Nếu có thể kích hoạt tất cả, thanh kiếm gãy có thể phát huy ra uy lực cường đại tới mức nào. Con heo nhỏ màu hồng lộ ra vẻ khinh bỉ chẳng qua là một thanh kiếm hỏng mà thôi, có cái gì để đắc ý. Bộ dạng lại giống như nhận được một bảo vật vậy, con heo háo sắc, sau đó còn dám nhổ nước miếng đối với ta, ta sẽ thật sự được giết ngươi làm thức ăn. Lăng Hàn lắc lắc kiếm gãy, con heo nhỏ màu hồng lộ ra nụ cười giễu cợt, bộ dạng xem thường heo đại gia hoàn toàn không quan tâm. Dựa vào, biểu tình của con heo này tại sao lại ghê tởm như vậy? Lẽ nào phòng ngự của nó dày đến mức ngay cả cái thanh kiếm gãy này cũng không thể làm gì được nó? lăng hàn sử dụng kiếm nhẹ nhàng dạch một cái ở trên thân con heo nhỏ màu hồng một cái quả nhiên lớp da của con heo này hình như trơn trượt không nhận lực thanh kiếm gãy không tạo thành bất kỳ tổn thương hắn lại kích phát niệm lực đánh ra kiếm khí phụt con heo nhỏ màu hồng bị kiếm khí đánh cho lật mình mấy vòng lại vẫn không có vấn đề gì cái này lăng hàn thật sự chấn động đến mức kinh ngạc hắn dám khẳng định lực phá hoại của thanh kiếm gãy ít nhất là cấp bậc hoán huyết ngũ biến thậm chí đạt tới cực cốt cảnh nhưng dù vậy, thậm chí cũng không thể cắt được một sợi lông của con heo háo sắc. Có thể thấy được con heo này có phòng ngự kinh người tới mức nào. Người rốt cuộc là giống gì vậy? Lăng Hàn nhấc con heo này lên, đầy hiếu kỳ. Lực phòng ngự kinh người như vậy, nhưng lực chiến đấu cũng chỉ có một đống cặn bã. Chạy vài bước sẽ thở hồn hền, chống đỡ hết nổi. Chỉ biết ăn và háo sắc, nhiều đặc điểm như vậy kết hợp lại với nhau, khiến cho Lăng Hàn không có cách nào tưởng tượng được sẽ có tồn tại như vậy. Con heo nhỏ màu hồng quay về phía lăng hàn phun nước bọt. Lại dám đánh cho heo đại gia biến thành con bò con lăn lộn. Thực sự quá đáng ghét, lăng hàn lại bắt lấy con heo nhỏ màu hồng, đi về phía dưới chân núi. Nếu để cho con heo háo sắc này tiến vào khu nhà kia, chắc hẳn có thể tìm được càng nhiều bảo vật hơn. Nhưng vấn đề là, lấy sự lười biếng của gia hỏa này, nó sẽ đồng ý cầm đồ đi ra không? Cho dù nó rất chăm chỉ, nhưng chỉ riêng quan hệ giữa nó cùng lăng hàn bây giờ, con heo này lại chịu đi sao? Đáp án hiển nhiên là không, lang Hàn cũng không sốt ruột, võ đạo mới hưng thịnh, di tích cổ văn minh trước kia lại có nhiều đến mức đếm không xuể. Sau này vẫn còn có cơ hội, chương 3612, hoán tuyết mất tích một. Không nói gì khác, sâu bên trong hầm mỏ cổ long của cổ đạo Tông đã có một di tích văn minh đời trước. Lên núi khó khăn, xuống núi lại dễ dàng, hắn rất nhanh liền gặp phải tiểu thị nữ, hai người liền tiếp tục đi xuống núi, quay lại hổ cứ thành. Con heo háo sắc cũng đi theo qua, nó lại vùi ở trong lòng Hoán Tuyết, thế nào cũng không chịu đi. Được rồi, con heo này có lẽ còn có thể phát huy công dụng. Sau khi tiến vào thành, ánh mắt của con heo béo kia lập tức ánh sáng. Khắp nơi đều là đại cô nương tiểu tức phụ, xinh đẹp hay không xinh đẹp đều có, khiến cho con heo này giống như đánh máu gà, không ngừng phát ra tiếng heo. Quả thực mất mặt, Hoán Tuyết tiểu thư, bọn họ vào thành không bao lâu, liền nhìn thấy năm thiếu niên nam nữ đuổi theo. Ách, là nhóm năm người được Hoán Tuyết cứu ở Đại Thanh Sơn hoán tuyết ôm con heo nhỏ màu hồng bộ dạng cẩn thận đề phòng năm người này thật đáng sợ lại muốn để cho nàng rời khỏi thiếu gia. ếch ếch con heo nhỏ màu hồng lại nhìn chằm chằm vào hai thiếu nữ nhân lúc hoán tuyết không chú ý tới nó nó liền vượt ngục nhào về phía một thiếu nữ trong đó nhưng nó hiển nhiên quên bốn chân của mình nhỏ ngắn chân chỉ có chút lực bạo phát nó mới nhào tới phân nửa thân hình nó lại rơi xuống đất hung hăng ngã mạnh về phía trên mặt đất oa wow, thật là con heo đáng yêu hai thiếu nữ này vừa nhìn thấy hai mắt lập tức phát ra ánh sáng không thể không nói bề ngoài của con heo nhỏ màu hồng quả thực rất mê hoặc người một tay lang hàn nắm lấy con heo háo sắc trở về nói thế nào lại là năm người các ngươi hừ chúng ta phải cứu giúp hoán tuyết tiểu thư năm người này đồng thời nói bộ dạng sứ giả chính nghĩa dáng vẻ trở lại chơi bùn đi lang hàn đi trước ngươi đừng hòng chạy được năm người kia vội vàng xông tới lang hàn nhẹ nhàng đẩy một cái dưới kình lực phóng ra ngoài năm người kia nhất thời cùng ngã đầy đất nhưng cũng không có bị tổn thương hắn đi rất nhanh hoán tuyết vội vàng đuổi theo nàng cũng muốn cách xa năm người này một chút làm sao bây giờ một thiếu niên nói tạm thời đuổi theo bọn họ xem bọn họ đang ở nơi nào sau đó lại đi tìm viện binh thiếu niên nhiều tuổi nhất nói được năm người lén lén lút lút đi theo phía sau lăng hàn và hoán tuyết rất nhanh bọn họ đã đến hiệp hội đan sư a à, thế nào lại là ở đây Lẽ nào cái tên ghê tởm kia là đan sư sao? Cho dù là đan sư, cũng không thể để cho hoán tuyết tiểu thư rơi vào trong ma trưởng của hắn. Đi, trở lại xin cứu binh. Lăng Hàn trở lại nơi ở, cẩn thận thu vào cửu viêm thảo, hoàng sâm. Thứ này sau này có khả năng sẽ dùng đến. Hiện tại đương nhiên được cất đi sẽ thỏa đáng hơn, tránh cho dược lực bị sói mòn. Sau khi hoán tuyết có con con heo háo sắc kia, vô cùng vui vẻ. Lăng Hàn cũng lười đi quản, hắn bắt đầu bế quan, chuẩn bị trùng kích hoán huyết cảnh. Hắn đương nhiên biết, vượt qua cảnh giới lớn cũng không thể làm được chỉ trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng cũng không thể lãng phí thời gian, hiện tại còn cách kỳ hạn tiểu lão đầu nói tới có 5 ngày. 5 ngày sau, sẽ phát sinh chuyện gì lớn? Chờ xem, hiện tại Lăng Hàn có lòng tin rất mạnh mẽ. Thứ nhất chiến lược của hắn đã có thể so với hoán huyết nhị biến, tam biến. Thứ hai hắn còn có một thanh kiếm gãy, xa khi kích phát kiếm khí thậm chí có thể sánh ngang với công kích của cực cốt cảnh. Hắn bế quan, tìm kiếm cơ hội đột phá, cuồng nhân võ đạo giống như hắn, đương nhiên sẽ không lãng phí từng giây từng phút. Hoán huyết so với thông mạch, là một sự bay vọt về chất. Nhưng muốn đột phá cũng rất khó, đặc trưng biến đổi lớn nhất, chính là máu trong cơ thể chuyển hóa thành máu tím. Nhưng đây chỉ là dấu hiệu bề ngoài, thật sự phát sinh biến hóa là bản chất sinh mệnh, bởi vì bản chất phát sinh biến hóa kịch liệt, mới có thể khiến cho máu cũng phát sinh biến hóa. Nhưng làm thế nào để chạm đến hoán huyết cảnh biến chất? Không có người nào có thể nói rõ ràng, chuyện này chỉ có thể tự mình tìm hiểu. So với loại thăm dò kinh mạch này, cũng không thể có người nào cho ngươi chỉ đạo gì, nói rõ chắc hẳn phải làm như thế nào. Chỉ có thể dựa vào mình, Lăng Hàn dĩ nhiên có lòng tin đối với mình, thế gian có nhiều hoán huyết cảnh như vậy, hắn ngay cả trăm mạch cũng đã thông, chẳng lẽ còn không thể đột phá hoán huyết cảnh sao? Vấn đề là ở chỗ, Hắn cần bao nhiêu thời gian? Một ngày, hai ngày, ba ngày. Thời gian lặng lẽ qua, nhưng Lăng Hàn lại cũng không có được dẫn dắt gì, thu được minh mộ gì, vẫn dừng lại ở cảnh giới hai mươi mạch. Dĩ nhiên, hai mươi mạch của hắn hoàn toàn khác với hai mươi mạch của những người khác. Hắn đã thông quá nhiều mạch rất nhỏ, gọi là trăm mạch cũng không phải là kỳ lạ. Lăng Hàn xuất quan, còn có hai ngày nữa chính là kỳ hạn lớn kia. Hắn không thể lại bế quan nữa. Hắn muốn làm chút đồ ăn, lại không tìm được hoán tuyết ở đâu cả điều này khiến cho hắn cảm thấy kỳ quái nhà đầu kia đã chạy đi đâu chờ đến tối vẫn không có nhìn thấy hoán tuyết lăng hàn cuối cùng cảm thấy không thích hợp hắn tìm người hỏi mới biết sáng sớm hoán tuyết liền dẫn theo một con heo nhỏ béo ra cửa sáng sớm liền đi ra cửa bây giờ còn chưa có trở về gặp phải chuyện gì sao lăng hàn phát động người của hiệp hội đan sư tìm kiếm hoán tuyết hạ xuống đừng thấy người của hiệp hội đan sư đều luyện đan nhưng mỗi đan sư đều có nhân mạch cực lớn không có cách nào, đan dược người người thích, địa vị của đan sư tất nhiên cũng vô cùng siêu nhiên, có thật nhiều người muốn vuốt mông ngựa. Rất nhanh, hành tung của hoán tuyết trong ngày hôm nay đã bị tra xét ra. Sáng sớm, đi tới trước cửa hàng bánh bao, ăn chín lồng hấp. Ừ, nhất định là con heo béo kia ăn, tiểu thị nữ cũng không có khả năng ăn được nhiều như vậy. Sau đó, đi dạo phố, vào buổi trưa, đi khách sạn lớn Tứ Hải Tinh, gọi 18 món thức ăn. Heo à heo, Người thế nào lại có khả năng ăn như vậy? Buổi chiều, tiếp tục đi dạo phố. Nhưng đến khoảng 3 giờ, hành tung đột nhiên biến mất. Đột nhiên biến mất, Lăng Hàn lập tức hành động, đi tới địa điểm báo cáo hoán tuyết biến mất. Đây là một cái hẻm nhỏ. Lăng Hàn lấy ra con cóc màu xanh ngọc. Ngay lập tức, con cóc liền hướng về phía tây bắc kêu lên hoa hoa. Thân hình Lăng Hàn nhảy lên, phóng về phía đó. Đi một hồi, hắn lại lấy ra con cóc chỉnh lại phương hướng. Lại như vậy, sau nửa giờ, hắn dừng ở trước một khu nhà cấp cao. Hoán tuyết lại ở trong này, chương 3613, hoán tuyết mất tích 2. Lăng Hàn cũng không cho là đây chỉ là một tòa kiến trúc chắn ngang ở trước mặt hắn. Hoán tuyết còn đang ở chỗ xa hơn, bởi vì biển ngoài cửa khu nhà cấp cao này để hai chữ lớn hồ phủ. Hồ cầu, ra hỏa kia ở dưới sự dẫn dắt của Trung Dương Tất, phát hiện ra thiên phú đan đạo của hoán tuyết, lập tức muốn biến hoán tuyết thành tiểu thiếp thứ 8 của hắn. Chỉ là vì ngại thế lực của từ tâm dược đường, hắn mới không dám làm loạn. Hiện tại, cuối cùng không kìm chế được thò ra móng vuốt sao? Lăng Hàn bước về phía cửa lớn, khi hắn đi đến gần, chỉ thấy hai người canh giữ ở cửa đồng thời nhìn về phía hắn, quát lớn. "Dừng lại, a, à, Lăng Hàn." Một người canh giữ ở cửa nhận ra hắn, đây chính là tồn tại tiến vào vị trí đứng đầu của cuộc thi đấu luận võ lớn, đánh bại Thác Bà Thiên Hoang. Hóa ra là Lăng đội trưởng, một gã canh giữ cửa khác nhìn về phía Lăng Hàn chắp tay. "Đại giá Quang Lâm" không biết có việc gì hay không. Lăng Hàn tuy rằng là yêu nghiệt thiên phú võ đạo, nhưng thân phận lại không cao. Chủ yếu là tin tức hắn trở thành đan sư cao cấp còn không có chuyển ra. Bởi vậy, hai người này cũng chỉ có thể lấy chức vụ của Lăng Hàn ở trong huyền thanh kỳ để xưng hô với hắn. Ở trước mặt hồ ra, đừng nói là đội phó của huyền thanh kỳ, cho dù là đội trưởng cũng không có là gì. Trừ phi là liên tuyết dung tới, Lăng Hàn thản nhiên nói, tới tìm một người, à, phải nói là hai người xin hỏi lăng đội trưởng người muốn tìm ai người giữ cửa đầu tiên hỏi thị nữ của ta hoán thuyết còn có thiếu gia hồ cầu các ngươi lăng hàn nói tìm thiếu gia hồ cầu sao người giữ cửa thứ nhất lắc đầu cười nói chỉ có điều thị nữ của lăng đội trưởng làm sao có thể ở trong quý phủ của chúng ta được cửu thiếu gia nói ngày hôm nay muốn cưới tiểu thiếp chắc là không rảnh gặp mặt lăng đội trưởng cưới tiểu thiếp quả nhiên thật to gan lăng hàn nhấc chân liền tiến vào bên trong hồ phủ đứng lại người giữ cửa đầu tiên kêu lên khi nhìn thấy lăng hàn hoàn toàn không có ý dừng lại hắn nhìn về phía người còn lại hai người đồng thời ra tay bọn họ rút bội đao ra khỏi vỏ đánh về phía lăng hàn lăng hàn tiện tay hất một cách ầm ầm hai gã bảo vệ cửa lập tức ngửa mặt lên trời nằm ở trên mặt đất rên hừ hừ không có cách nào bỏ lên được đương nhiên đây là hắn hạ thủ lưu tình nếu không một đòn của hắn có thể đánh hai người thành bánh thịt đứng đứng lại Hai gã bảo vệ cửa rên gì nói, đây cũng là chuyện duy nhất hiện tại bọn họ có thể làm được. Lăng Hàn đi nhanh về phía trước, tên hồ cầu này thật đúng là to gan lớn mật, ngay cả tiểu thị nữ của hắn cũng dám động vào. a à, tại sao ngươi lại ở chỗ này? Hắn đang đi tới, lại thấy một người thiếu niên chợt đi tới trước mặt, trên mặt có vẻ kinh ngạc. Lăng Hàn cũng có chút giật mình, bởi vì thiếu niên này chính là một người trong nhóm năm người luôn muốn cứu giúp hoán tuyết. Hắn là người của hồ gia, ta thế nào không thể ở chỗ này? Lăng Hàn cười nói, hoán tuyết tiểu thư không ở nơi này. Người đi nhanh một chút, thiếu niên kia liên tục phất tay. Đây không phải là dấu đầu lòi đuôi sao? Hoán tuyết mất tích có liên quan đến hắn. Phải vậy không? Lăng Hàn thuận miệng nói, lại tiếp tục đi về phía trước. Này này, con người ngươi làm sao vậy? Thiếu niên kia ngăn cản qua. Lăng Hàn chỉ nhẹ nhàng phẩy một cái. Thiếu niên kia liền bị hắn đẩy sang một bên. Lực lượng chênh lệch quá xa. Hắn tiếp tục đi về phía trước, tốc độ bay nhanh muốn cưới tiểu thị nữ của ta đã nhận được sự đồng ý của ta chưa này 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 thiếu niên kia tiếp tục đuổi theo ý chí vẫn rất bền vững nhưng hắn tuy rằng bước dài chân nhưng làm thế nào cũng không đuổi kịp lăng hàn hắn chỉ có thể ở phía sau không ngừng kêu lên rất nhanh phía trước lại xuất hiện gia đình trong hồ phủ ngăn cản hắn nhanh ngăn cản hắn người thiếu niên kia liền vội vàng kêu lên đứng lại tên gia đình kia vội vàng ra tay ngăn cản đường đi của lăng hàn lăng hàn lấy tay chộp một cái tên gia đình kia căn bản không có cách nào chống lại bị hắn bắt lấy sau đó ném bay ra ngoài vù tên gia đình kia lao tới vừa lúc đập phải trên người thiếu niên kia ầm um, hai người nhất thời ngã thành một đoàn thiếu niên kia vội vàng giấy dụa bò dậy tiếp tục đuổi theo về phía lăng hàn nhưng chỉ đuổi theo vài bước hắn liền thấy lăng hàn đã tiến vào trong đại đường tiếng nhạc yêu nhã vang làm trong đại đường có một vài người khách, nhưng cũng không có quá nhiều người. Âm nhạc cũng không phải do người đang diễn tấu, mà là từ trong quang não phát ra, thông qua âm hưởng truyền khắp toàn bộ đại đường. Tiếng nhạc không nhỏ, vì vậy Lang Hàn này đi vào, cũng không có khiến cho người nào chú ý tới. Lang Hàn tùy ý đi tới, hôn lễ còn chưa có tiến hành, tân lang, tân nương cũng không có thấy một người nào. Này, này, tên thiếu niên kia cũng đi theo vào, hắn vừa gọi như thế, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. A, à, tiểu thập thất, không ít người đều lộ ra vẻ kinh ngạc, thiếu niên này gọi Hồ Bân, ở trong thế hệ trẻ của Hồ gia xếp hạng thứ 17. Bởi vậy, trưởng bối của Hồ gia đều gọi hắn là tiểu thập thất. Thế nào, hôm nay là ngày vui của cửu ca ngươi, người hồ to gọi nhỏ làm cái gì? Lăng, Lăng Hàn, ánh mắt Hồ Bân rất nhanh liền tìm được Lăng Hàn, chỉ về phía hắn nói. Nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung ở trên người Lăng Hàn. Ai, thật đúng là hắn đội phó của huyền thanh kỳ chạy hồ ra chúng ta tới làm cái gì ai cho hắn tiến đến tại sao không có người nào thông báo một nam tử trung niên đã đi tới nhìn về phía lăng hàn nói lăng đội phó có gì cần sao hắn khá lịch sự không mắng thẳng lăng hàn đã cứng rắn xông vào hồ phủ xem như là cho liên tuyết dung một chút mặt mũi lăng hàn a à một tiếng nói ta tới tìm tiểu thị nữ của ta thị nữ của ngươi nam tử trung niên kia lộ ra vẻ mặt kỳ quái vẻ hắn tên là Hồ Thành, chính là cảnh giới 12 mạch. Hắn cảm thấy kỳ quái, thế nào thị nữ của Lăng Hàn lại chạy đến chỗ hồ ra bọn họ. Hắn mỉm cười, Lăng đội phó, người nhầm rồi, đây chính là hồ phủ, thị nữ của ngươi làm sao có thể chạy tới đây được. Không nhầm đâu, người chính là ở trong này. Lăng Hàn gật đầu, sắc mặt Hồ Thành lạnh xuống, nói, Lăng đội trưởng, người đừng quá đáng quá. Trường 3614, Đại Náo hồ Gia. Giao người, đồng thời giao ra hung thủ bắt người ta sẽ lập tức rời đi lăng hàn thản nhiên nói bất kể là hồ thành hay là ai mỗi một người của hồ gia đều tức giận gần chết dựa vào người chạy tới hồ gia còn dám nói lời uy hiếp lăng hàn người quá mức rồi hồ thành trầm giọng nói quá mức sao lăng hàn cười ha hả nói các người bắt người của ta ta tìm đến lại còn nói ta quá mức đừng có nói bậy hồ thành lãnh đạm thản nhiên quát Lăng Hàn đi tới một cái ghế, ngồi xuống, nói. Được, vậy mỏi mắt mong chờ. Hồ ra không chào đón ngươi. Hồ Thành quát lớn, ban đầu hắn định ra tay. Nhưng suy nghĩ một chút, Lăng Hàn chính là quán quân của cuộc thi đấu luận võ lớn. Ngay cả Thác Bạc Thiên Hoang cũng không phải là đối thủ của Lăng Hàn, huống gì là mình. Ra tay, hắn chỉ có tự dước lấy nhục. Tới đây, hắn muốn gọi người, nhưng suy nghĩ một chút, thị vệ trong phủ đều là thông mạch cảnh bọn họ cùng tiến lên có thể là đối thủ của Lăng Hàn sao? Cho nên, muốn chân áp Lăng Hàn, cũng chỉ có thể mời các đại lão trong gia tộc ra tay. Vấn đề là, một hậu bối cưới tiểu thiếp, hơn nữa còn là một tiểu thiếp thứ 8, cần cường giả hoán huyết cảnh tới tham dự sao? Vậy phải làm sao bây giờ? Lẽ nào để mặc cho tiểu tử này ở chỗ này dương oai? Không được, nếu làm vậy, mặt mũi của hồ gia để ở nơi nào? Tiểu hứa, đi mời tam bá. Hắn vội vàng gọi một người trẻ tuổi qua, nhỏ giọng thì thầm với đối phương. Vâng, người kia lập tức gật đầu rời đi. Tam bá Hồ Thành nói tới, chính là một vị lão cường giả nổi tiếng của Hồ Gia, tên gọi là Hồ Triều Sinh, chính là cường giả hoán huyết cảnh. Người này tất nhiên đủ để trấn áp lăng hàn, xem người còn có thể đắc ý được bao lâu. Ở trong lòng Hồ Thành thản nhiên nói, lăng hàn ngồi ngay ngắn, mặt ngoài thoạt nhìn vô cùng bình tĩnh, nhưng sát ý trong lòng lại đã tăng cao. Hắn vốn tưởng rằng giải quyết xong trung dương tất, Hồ Cầu sẽ an phận nhưng không nghĩ tới gia hỏa này còn dám làm càn. Ừ, đúng là không thể yên phận, chỉ là một lúc sau, Hồ Triều Sinh liền tới. Trên mặt hắn có rõ ràng vẻ không vui, lại có người chạy tới Hồ Gia quấy rối. Điều này làm cho hắn phi thường tức giận. Điều càng làm cho hắn tức giận hơn chính là, những người khác trong gia tộc lại có thể không thể làm được gì, còn muốn để cho hắn ra tay. Thực sự là phế vật, hắn đi tới đại đường, liếc mắt liền thấy được Lăng Hàn đang ngồi ở ghế thái sư, nhàn hạ uống trà. Ngươi chính là Lăng Hàn. Hắn về phía Lăng Hàn hỏi. Lăng Hàn liếc mắt nhìn hắn một cái, nói. Bớt nói nhảm, vẫn là giao gia da thị nữ của ta. Tới hồ gia ta, còn dám nói khoác không biết ngược. Ánh mắt hồ triều sinh lãnh đạm thản nhiên, nói. Hừ, trước bắt lại lại nói. Hắn ra tay, chộp về phía Lăng Hàn. Chính là thông mạch cảnh, cho dù đã thông mấy cái ẩn mạch trong truyền thuyết thì lại như thế nào. Ở trước mặt hoán huyết cảnh chỉ là đống cặn bã. Cho dù hắn chỉ là nhất biến, tam tổ tông ra tay vậy cuồng nhân này nhất định phải ngã hư ai bảo hắn lại dám tới hồ ra chúng ta mọi người thấy hồ triều sinh ra tay đều lộ ra vẻ ngạo nghế lang hàn lắc đầu hắn cũng không có đứng lên chính là một quyền chém ra ầm um, quyền trưởng của hai người còn không có tiếp xúc kinh lực phóng ra ngoài cũng đã giao phong chỉ nhìn thấy hồ triều sinh giống như một người rơm vèo một cái lại bay ra ngoài ầm um, hắn rơi xuống đất đụng nát một cái ghế sau đó lại trượt đi một đoạn dài lúc này mới có thể ngừng lại trong khoảng thời gian ngắn mỗi người đều kinh ngạc há hốc miệng bọn họ thấy cái gì ta hoa mắt sao ai tới nói cho ta biết người bị đánh bay kia không phải là tam tổ tông mà là tên hỗn đản lăng hàn đi hình như người bị đánh bay thực sự là tam tổ tông không không có khả năng tuyệt đối không có khả năng này tất cả mọi người không thể tin được ở trong mắt bọn họ tam tổ tông giống như thiên thần lại bị Lăng Hàn đánh bại. Hơn nữa còn là một chiêu đã bị đánh bại, điều này khiến cho bọn họ cũng muốn nổi điên, ba quan sát tan vỡ. Lăng Hàn thản nhiên nói, ta bây giờ còn rất khách khí, chỉ cần trả lại thị nữ của ta, cũng giao ra hung thủ bắt người, ta liền dẫn người đi. Nếu không, ha ha, đám người của Hồ Gia giận dữ, người chạy đến Hồ Gia gây sự, lại còn dám nói ra những lời như vậy. Đi mời nhị tổ, còn có lão tổ, còn nữa, đi huyền thanh kỳ tìm liên tuyết sung ngược lại ta muốn hỏi xem nàng dạy dỗ thuộc hạ thế nào lập tức có người ra khỏi đại đường lần lượt đi tìm nhị tổ lão tổ của hồ gia cũng đi mời cả liên tuyết dung lang hàn không thèm để ý chút nào chuyện ngày hôm nay hắn chiếm lý cho dù mời thành chủ tới hắn cũng không sợ muốn chơi đúng không vậy ta chơi tới cùng tân lang tân nương người trong hậu đường còn không biết chuyện đã xảy ra phía trước đang dẫn đạo tân lang tân nương đi ra vừa thấy trong đại đường là cục diện loạn cả lên như vậy lập tức lại ngây người. Lăng Hàn nhìn về phía nam tử trẻ tuổi mặc áo bào mặc đỏ thấm, nói. Ngươi chính là Hồ Cầu. Lăng Hàn, mắt Hồ Cầu không khỏi căng thẳng. Hiện tại Lăng Hàn quá nổi danh. Một trận đánh trong cuộc thi đấu luận võ lớn, toàn bộ hổ cứ thành thế nào cũng có phân nửa người tận mắt nhìn thấy trận đại chiến này. Có ai không biết đại yêu nghiệt đánh bại thác bà thiên hoang này. Đối với Hồ Cầu mà nói, hắn còn biết một thân phận khác của Lăng Hàn là chủ nhân của Hoán Tuyết. Hắn cũng nghĩ không ra, một võ giả còn có thể trở thành đan sư mỹ nữ trận sư tại sao phải cam tâm làm người hầu bất kể để ở nơi đâu hoán tuyết đều có thể trở thành tồn tại giống như mặt trăng được các vì sao vây quanh tại sao nàng còn muốn đi làm nô bộc cho lăng hàn chỉ có điều đối với hồ cầu mà nói lăng hàn cũng chỉ là một đội phó có năng lực của huyền thanh kỳ so với hồ gia hắn vẫn kém rất xa bởi vậy hắn vẫn muốn xuống tay với hoán tuyết chỉ là e ngại từ tâm dược đường hắn mới không dám đi cứng rắn bắt người không có nghĩ tới, tiểu thập cửu lại có thể cho hắn một kinh nghỉ, mời hắn đi cứu Hoán Tuyết ra khỏi hố lửa. Mấu chốt là, đối phương thật sự rời khỏi từ tâm dược đường. Hắn vừa chạy tới nhìn, chỉ thấy Hoán Tuyết đang mất chó, không, chuồn heo, liền lập tức cướp đối phương trở về. Đêm nay liền chuẩn bị thành thân, biến Hoán Tuyết thành một tiểu thiếp thứ 8 của mình. Chương 3615, giải cứu. Như vậy gạo sống nấu thành cơm chín, cùng lắm thì bồi thường lang hàn một chút tiền là được. Hồ gia không thiếu tiền, điều có thể khiến cho hắn không có nghĩ tới là, Lăng Hàn lại còn đi tới hồ phủ. Hắn có tật giật mình, nào còn có khí thế gì? Hắn không khỏi lùi về phía sau vài bước, a a a, a a a, tân nương tử kích động giấy ruộng, nhưng vừa nhìn sẽ biết, nàng khẳng định bị trói tay chân lại, ngay cả bước đi cũng chỉ có thể bước từng bước nhỏ. Trên đầu còn che khăn đỏ, không nhìn ra tướng mạo. Nhất định là hoán tuyết, tuy rằng không nhìn thấy được lăng hàn, nhưng nghe được lời hồ cầu nói, nàng tất nhiên liền biết thiếu gia tới cứu mình, điều này khiến cho nàng vô cùng kích động. Lang Hàn chỉ vào Tân Nương nói, mở khăn của nàng ra, hôn lễ còn chưa có tiến hành, làm sao có thể vén khăn lên được? Một lão nhân nói, hắn là một vị trưởng bối của hồ gia, nhưng tu vi vẫn bị dừng lại ở thông mạch đỉnh phong, không thể nào bước vào hoán huyết cảnh, trở thành tứ tổ của hồ gia. Chỉ có điều thái độ của hắn vô cùng cứng rắn. Đây là hồ gia, ai cũng đừng mong có thể kiêu căng làm bậy lăng hàn lắc đầu nói vậy ta chỉ đành tự mình tới ngươi dám hồ cầu vội vàng nói nếu để cho người khác vén hắn của tân nương lên vậy sau này hắn còn có mặt mũi lăn lộn nữa sao lăng hàn sãi bước đi qua ngươi cướp thị nữ của ta cứng rắn bức hôn còn dám kiêu ngạo hắn thò một tay ra kinh lực khủng khiếp chấn động ầm 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 phát ra nhất thời những người ngăn cản ở trước mặt hắn đều ngã xuống đầy đất hồ triều sinh đã bỏ dậy hắn hét lớn một tiếng xông về phía Lăng Hàn, ầm, toàn thân hắn có huyết khí màu tím bay lên, khiến cho hắn giống như hóa thân thành một vị đại ma đầu. Huyết khí sôi trào, da hỏa này liều mạng, vận dụng năng lực đặc biệt của hoán huyết cảnh, dưới huyết khí sôi trào, lực lượng của hắn tăng vọt lên gấp 2 tới 3 lần. Hai con mắt của hắn đều biến thành màu tím, lạnh lẽo vô cùng. Lăng Hàn không dám khinh thường, sau khi khiến cho huyết khí sôi trào, lực lượng của Hồ Triều Sinh cũng tương đương với trăm vạn cân, tuyệt đối không thể xem thường. Hắn cũng vận chuyển tất cả bí lực trong cơ thể Những mạch thật nhỏ nối liền các kinh mạch lớn lại Thật giống như toàn thân hắn chỉ có một kinh mạch vậy Sa quyền, âm, một quyền đánh nổ Kinh lực của hai người đều vượt qua vận tốc âm thanh Dưới sóng âm trùng điệp Mắt thường có thể thấy được kinh lực hung hăng va chạm vào nhau Lực lượng của Lam Hàn lại hóa thành một nắm đấm thật lớn Lực quyền ngưng thực vô cùng Dùng mắt thường có thể thấy được Kinh lực Hồ Triều sinh đầu tiên là dừng lại Sau đó vỡ nát lực quyền của lăng hàn lại chỉ xuất hiện thêm mấy cái vết nứt sau đó tiếp tục nghiền ép về phía hồ triều sinh cái gì hồ triều sinh kinh ngạc kêu lên sắc mặt càng trở nên khó coi hơn ầm um, hai cánh tay hắn chắn ở trước ngực dưới lực lượng cuồng bạo nghiền ép thân hình của hắn bị ép phải lui lại gạch lát trong đại đường bị chân hắn cứng rắn đào lên nghiền nát mãi đến khi tới cuối đại đường hắn mới ngừng lại được bởi vì hắn đụng phải tường ầm um, toàn bộ đại đường đều chấn động Biểu tình của tất cả mọi người đều giống như hồ triều sinh, tràn ngập không thể tin tưởng. Tam tổ tông đều đã sôi trào huyết khí, phát huy thực lực đến cực hạn, lại vẫn không phải là đối thủ của Lăng Hàn. Gia hỏa này thực sự là thông mạch cảnh sao? Nếu muốn nói về chấn động kinh ngạc, không ai so sánh với được với hồ triều sinh. Bởi vì chỉ có chính hắn mới biết được lực lượng trong một đòn vừa rồi cường đại tới mức nào. 90 vạn cân, nhưng hắn vẫn bị một quyền của Lăng Hàn đẩy lui điều này nói rõ lực lượng của đối phương khẳng định vượt qua trăm vạn cân trời ạ à, bình thường mà nói lực lượng bình quân của ba mạch cũng chỉ một trăm vạn cân một thông mạch cảnh lại có thể sánh ngang với tam biến vậy nếu như người này bước vào hoán huyết cảnh lực lượng lại đạt được trình độ kinh khủng tới mức nào Lăng hàn đi qua hồ cầu toàn thân ra hỏa này run rẩy nhưng căn bản lại không dám ra tay ngăn cản hắn trơ mắt nhìn lang hàn vén khăn của tân nương hiện ra một khuôn mặt tươi cười đó không phải là hoán tuyết thì còn là ai chỉ là hiện tại miệng của tiểu thị nữ bị bịt kín thảo nào vừa rồi nàng không có nói gì hai con mắt cũng khóc tới đỏ ửng có vẻ vô cùng kích động thiếu ra tới cứu mình lang hàn xoay người hoán tuyết một cái chỉ thấy hai tay tiểu thị nữ bị trói ở phía sau lưng đó là một vòng trang sức màu trắng bạc cũng không biết là làm bằng chất liệu gì hắn dùng lực kéo ra phát hiện lại có thể không kéo đứt được vòng trang sức này a à, thật đúng là rắn chắc lăng hàn tháo vòng trang sức sau đó tiểu thị nữ liền tự mình rút miệng vải trong miệng ra vẻ mặt đầy ủy khuất và áy náy nói hoán tuyết quá vô dụng còn phải phiền thiếu ra tới cứu nha đầu kia lăng hàn cười ha hả nói không phải là lỗi của hoán tuyết mà là có người thật đáng ghét đúng 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 hoán tuyết gật đầu không dừng người này thực sự thật đáng ghét lại muốn cứng rắn ép mình gả cho hắn người ta mới không thích hắn còn có heo con nàng khóc không ra tiếng bị bọn họ cướp đi, nói muốn làm thành heo quay sữa. Nàng nhìn về phía hồ cầu, nói, đưa trả ta heo nhỏ, lăng hàn thở dài, vừa rồi khí thế của hắn vạn trưởng, nhưng bị tiểu thị nữ mở miệng nói như thế, toàn bộ phóng cách đều thay đổi. Không cần lo lắng thay cho con heo đáng chết kia, nó không chết được, hắn thản nhiên nói, con heo háo sắc này ra thô thịt dày, ngay cả hắn lấy thanh kiếm gãy vạch lên người nó, cũng không có dấu vết gì. Nơi này có ai có thể tổn thương được nó, giờ này, chắc hẳn con heo háo sắc kia đang chừng đang không lương tâm nhào vào trong lòng một tiểu muội nào đó làm nũng rồi. Lăng Hàn nhìn về phía hồ cầu, thản nhiên nói, ngươi còn có cái gì để nói, nhân chứng vật chứng đều lấy được, còn có thể có lời gì để nói nữa. Hồ cầu hừ một tiếng, nói, đừng quên, nơi này chính là hồ gia, giống như trước đây hắn không dám xông từ tâm dược đường, hồ gia sao có thể là nơi Lăng Hàn xông vào được. Tuy rằng người mạnh nhất của hồ gia cũng chỉ là tứ biến, nhưng so với Mạc Quốc Hào vẫn lợi hại hơn một chút. Dù sao đan sư là dựa vào võ giả, ngươi tự tiện xông vào hồ ra, ai cũng không thể nào cứu được ngươi. mười 3616, vẫn một quyền, a à, đến lúc này ngươi vẫn hoàn toàn không có một chút hối cải nào. lang Hàn lắc đầu, người giống như ngươi, chết không có gì đáng tiếc, hư, xông vào hồ ra ta, còn dám nói lời uy hiếp, muốn giết người. Một âm thanh lãnh đạm thản nhiên vang lên, chỉ thấy một lão nhân thân hình cao lớn vừa từ nội đường đi ra, lòng hành hổ bộ, khí huyết kinh người. Bái kiến nhị tổ, nhất thời, tất cả mọi người của Hồ gia đều quỳ xuống đất. Đây là nhị tổ Hồ gia Hồ Vinh Hải, cũng là cường giả hoán huyết cảnh, hơn nữa vượt qua nhất biến, chính là nhị biến. Lão nhị, không nên khinh thường, tiểu tử này rất quỷ dị, lực lượng ít nhất có tới trăm vạn cân. Hồ Triều Sinh lên tiếng nhắc nhở, "Sao, Hồ Vinh Hải không khỏi ngẩn người ra?" Một thông mạch cảnh lại nắm giữ lực lượng trăm vạn cân. Đùa gì thế, cực hạn của thông mạch cảnh chính là 10 vạn cân. Quả thật có người yêu nghiệt, có thể phá tan cực hạn, lại chỉ là khoảng 11, 12 vạn, đã xem như là rất lợi hại. Lực trăm vạn cân, làm sao có thể, lẽ nào, sau khi đả thông mấy cái ẩn mạch, lực lượng sẽ nhận được nâng cao khủng khiếp như vậy sao? Dựa vào, đây chẳng phải là nói, đả thông ẩn mạch và bước vào hoán huyết cảnh không khác biệt gì sao? Hắn tất nhiên sẽ không biết. Lăng Hàn còn đả thông mạch trong toàn thân, khiến tất cả kinh mạch lớn đều thông cùng nhau. Nếu không, cực hạn của 20 mạch cũng chỉ là lực 60 vạn. Đây là lấy tiêu chuẩn của Lăng Hàn, với độ rộng kinh mạch, tốc độ bí lực điên cuồng phun ra và trình độ thuần túy của hắn đều muốn vượt xa so với những người khác. Cho nên, người khác đả thông 20 mạch, có lẽ cực hạn lại 30 vạn cân lực, có lẽ 50 vạn cân. Chỉ có điều, lão Tam sẽ nói bậy ở trên loại chuyện này sao? Thông mạch cảnh có thể đánh bại hoán huyết cảnh? Lăng đội phó, thật đúng là đã coi thường ngươi. Hồ Vinh Hải thản nhiên nói, nếu như lão Tam không phát điên, như vậy người trẻ tuổi này ngoại trừ cảnh giới không bằng mình, địa vị hoàn toàn có thể ngang hàng cùng mình, thậm chí vượt qua mình. Chỉ có điều, người không nên quên, đây là Hồ Gia. Giọng điệu của hắn thoáng cái trở nên nghiêm túc, Lăng Hàn, có nghe hay không, đây là Hồ Gia. Có hai cường giả hoán huyết cảnh chấn trận, dáng vẻ ngang tàng của Hồ Cầu cuối cùng bay lên. Người có giỏi thì điên cuồng cho ta. Ngươi có giỏi thì hung dữ cho ta. Ha ha, thế nào không dám sao? Ta cướp thị nữ của ngươi thì thế nào? Ngươi chỉ là một đội phó của huyền thanh kỳ. Cho dù ta ngủ với tất cả mẫu thân ngươi, tỷ ngươi, tiểu mũi ngươi, ngươi có thể làm gì ta? Vẻ mặt hắn không ai bị nổi. Đây là nhị thế tổ được thế gia hào môn sủng ra. Lăng Hàn lắc đầu, về phía Hồ Vinh Hải vẫy tay. Tới đây, có ý gì? Hồ Vinh Hải đương nhiên không có khả năng qua. Nếu vậy hắn còn có mặt mũi gì nữa? hắn chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói. Hiện tại, quỳ xuống cầu xin tha thứ, ta có thể suy nghĩ xử lý nhẹ cho ngươi. Lăng Hàn bật cười, nói. Các ngươi nuôi ra súc sinh, không quản giáo cho tốt, lại còn muốn ta quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ha ha, thật hay cho một hồ gia. Lớn mật, người của hồ gia đồng thời phẫn nộ chê bai. Ngươi là một người ngoài, chạy đến hồ phủ làm ẩm ý trong hôn lễ, lại còn dám giáo huấn bọn họ. Ngươi không tới, vậy ta qua lăng hàn gào to một tiếng người đã nhảy lên xông về phía hồ vinh hải một quyền của hắn đánh ra ầm lực lượng đáng sợ tới mức chấn động tiểu tử hoán huyết cảnh cường đại cũng không chỉ có huyết khí sôi trào hồ vinh hải lãnh đạm thản nhiên nói om huyết khí trong cơ thể hắn dâng lên tối đen như mực giống như hóa thành một cây cột hoán huyết nhị biến huyết khí ngưng tụ thành cột nhất thời một áp lực đáng sợ chấn quá về phía lăng hàn đây không phải là phương diện lực lượng mà là trình độ tinh thần ông áp lực này trùng kích qua nhưng căn bản không gây ra một chút tác dụng cái gì hồ vinh hải dùng khẩu hình nói nhưng hắn không kịp lên tiếng bởi vì một quyền của lăng hàn đã đánh tới vì sao tiểu tử này có thể miễn dịch với sát khí của mình trùng kích tới hắn không kịp ngẫm nghĩ nữa vội vàng ra tay chống đỡ ầm chỉ là một quyền mà thôi hắn đã bị chấn động bay ra ngoài hắn còn muốn thảm hơn so với hồ triều sinh nhiều hai cánh tay bị đánh gãy vô lực buông thõng xuống dưới. Tất cả mọi người ở đó, hoàn toàn tĩnh mịch, thế nào ngay cả nhị tổ tông cũng không địch nổi một quyền của Lăng Hàn. Toàn thân hồ cầu càng run rẩy hơn, vừa rồi, hắn còn nói với Lăng Hàn những lời sỉ nhục trắng trợn. Nhưng trong nháy mắt nhị tổ tông lại ngã xuống, hắn cảm giác sợ tới mức nước tiểu cũng sắp phun ra. Ở đây muốn nói tới oan uổng, nhất định là Hồ Vinh Hải. Hắn hoàn toàn thật sự không ngờ được, sát khí của mình lại có thể hoàn toàn không có hiệu quả đối với Lăng Hàn mà không có hiệu quả thì không có hiệu quả, hai bên liều mạng với nhau một đòn. Đúng vậy, tiểu tử này đánh ra 10 trọng lực, nếu so với hắn nhiều hơn nhất trọng, quả thực còn lợi hại hơn hắn, nhưng xương cốt của hoán huyết cảnh là cứng rắn tới mức nào, làm sao có thể đánh nát xương của hắn? Đánh nát, không phải đánh gãy. Hắn có thể cảm giác được hai xương cánh tay của mình đều nát bấy, giống như bột nhão. Loại gãy xương mang tính nát bấy này, còn có thể khôi phục được sao? Hắn quá oan. Nếu như trực tiếp khiến huyết khí sôi trào ra tay, vậy lấy lực lượng nguyên thủy 80 vạn cân, lại tăng gấp bội, tuyệt đối vượt quá Lăng Hàn. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hai cánh tay đã phế, hắn lại không am hiểu sử dụng chân, thực lực có thể nói là phế cũng không sai. Đúng rồi, tiểu tử này nhất định là tu luyện ra tinh thần lực, bằng không không có khả năng miễn dịch với sát khí của mình ảnh hưởng. Tâm trí nhất định sẽ phải dao động, đáng giận, làm sao có thể có biến thái như vậy? Cơ không chỉ giá trị võ lực nghịch thiên hơn nữa còn tu luyện ra tinh thần lực ngươi để cho người khác sống thế nào đây lang hàn cũng kinh ngạc một quyền này của hắn chắc hẳn chỉ có thể đánh bại đối phương vì sao hắn tạo thành lực phá hoại đáng sợ như thế a à, đây không phải giống một đòn hắn giết chết cha đức nguyên sao hắn nhớ lại quá trình đánh ra một quyền này hình như không khác gì với lúc bình thường tại sao lại có hiệu quả như vậy suy nghĩ một hồi trong lòng hắn chợt chấn động chẳng lẽ là được lấy một người tới nghiệm chứng một chút mười 3617, Cường Giả Phân Giác một Mọi người, thật ngại quá, vừa rồi mải suy nghĩ, cho nên có chút thất thần. Hắn nhìn về bốn phía xung quanh mỉm cười, nói, trong lòng tất cả mọi người không nhịn được thầm nôn mửa, người thế nào không suy nghĩ tới tẩu hỏa nhập ma, trực tiếp chết đi. Đây là trắng trợn diễu cợt, lăng hàn nhìn về phía hồ cầu, thản nhiên nói, lặp lại những lời ngươi mới vừa nói một lần nữa, toàn thân hồ cầu run rẩy hắn làm sao dám, muốn chết sao, Nói, âm thanh của Lang Hàn tăng cao thêm một đoạn, thân thể Hồ Cầu run lên, vội vàng nói: "Hồ gia là vương bát đản, từ trên xuống dưới đều là súc sinh, già chính là lão súc sinh, nhỏ chính là tiểu súc sinh." Nhất thời, Hồ gia người người biến sắc, hận không thể giết chết Hồ Cầu. "Ngươi cũng quá không có cốt khí, chỉ vì một người mà kinh sợ đến mức như vậy, thật uổng công làm người của Hồ gia, ngươi đáng chết sao?" Lang Hàn cắt ngang lời của Hồ Cầu, ngay cả hắn cũng cảm thấy khó nghe làm sao có thể có người không biết xấu hổ như vậy đáng chết ta đáng chết hồ cầu liền vội vàng gật đầu không dừng nếu như hắn biết lăng hàn lợi hại như vậy đánh chết hắn cũng sẽ không dám đánh chủ ý vào hoán tuyết vậy ngươi đi chết ngay đi lăng hàn gật đầu a à, hồ cầu há hốc miệng kịch bản không phải là như vậy ta cũng đã bán sức cầu xin tha thứ như vậy thậm chí mắng tất cả mọi người trong gia tộc của chính mình một lượt người thế nào còn không thả cho ta một con đường sống nếu có kiếp sau nói phải làm người tốt lang hàn thản nhiên nói sau đó một quyền đánh ra ầm um, nhất thời toàn thân hồ cầu đều phun ra một đám huyết vụ bị chết tới không thể chết lại mà càng quỷ dị hơn ở ngực của hồ cầu cũng chính là điểm nhận lực hoàn toàn lún xuống không phải là loại xương gãy mà giống như là căn bản không có xương quả nhiên là như thế lang hàn gật đầu giết người trong đại đường hoàn toàn yên tĩnh tuy rằng vừa rồi biểu hiện của hồ cầu thật khiến người ta không chịu nổi ở dưới sự uy hiếp của Lăng Hàn đã phản bội, mắng trên dưới Hồ Gia một lượt, nhưng việc nào ra việc ấy. Hắn bao giờ cũng là con cháu của Hồ Gia, hiện tại lại hắn ở trong gia tộc bị người ngoài giết chết. Trong lòng ai có thể không có chút ưu tư, nhà chắc hẳn là bến cảng an toàn nhất, nhưng còn bây giờ thì sao? Còn nữa, gia hỏa đáng chết này, rõ ràng tùy ý một quyền là có thể ghét chết Hồ Cầu, nhưng hết lần này tới lần khác dùng tới lực trùng điệp, đánh Hồ Cầu cũng biến thành cạn bã đây là đang cố ý thị uy cho bọn họ nhìn sao. Thật đáng ghét, đây là hồ gia, hồ gia của hồ cứ thành, hồ gia, một trong sáu tiểu hào môn, không có người nào nói chuyện, hai mắt lăng hàn cũng khép hờ, đầu đang nhanh chóng vận chuyển. Một quyền kia của hắn, trực tiếp chấn động tới mức xương, nội tạng của hồ cầu đều nát bấy. Bình thường một quyền công kích, cho dù trùng điệp 20 trọng lực cũng không có khả năng có hiệu quả như vậy trừ khi lực lượng vượt quá hiện tại gấp mấy lần mới có khả năng đạt được hiệu quả như thế giết một hồ cầu nho nhỏ vì sao hắn cần phải dùng tới lực lượng lớn như vậy còn dùng tới trùng điệp lực đây chính là hắn muốn nghiệm chứng đoán rằng một đòn như vậy làm sao có thể nắm giữ huy lực đáng sợ như vậy đó là bởi vì từng đợt lực lượng đánh tới hình thành tần suất riêng nào đó khiến cho lực phá hoại đạt tới cực hạn tại sao phải như vậy lang hàn nghĩ đến ví dụ rất đơn giản đó chính là đu dây nếu như tùy ý đẩy xích đu sẽ vẫn lắc lư nhưng sẽ không lật ngược mà nếu quả thật tìm được một loại tần suất đẩy qua vậy xích đu lại có khả năng lật ngược rơi xuống thậm chí lực lượng cần dùng đến ngược lại cũng không cần quá lớn còn nữa cầu lớn kiên cố có thể chịu đựng được trọng lượng cực lớn cho dù từng hàng xe đi lên cũng không có vấn đề nhưng chỉ cần hơn trăm người lấy nhịp bước chân cố định chạy ở trên cầu lớn về thủ đô lại có khả năng khiến cho cầu lớn bị sập một đòn vừa rồi củ lăng hàn cũng chưa dùng tới toàn lực, cho dù trùng điệp 10 trọng lực, theo lý nhiều lắm cũng chỉ đánh gãy xương hồ cầu. Nhưng bởi vì hắn nắm bắt được tần suất cố định này, mới đánh cho xương của hồ cầu đều nát bấy. Nắm giữ loại tần suất này, ta có thể lấy yếu đọ sức với mạnh mẽ. Chỉ có điều, đây nhất định cũng có cực hạn, mấu chốt là, cực hạn ở nơi nào. Lăng Hàn từ Thiên Liên Sơn trở về vẫn đang suy nghĩ vấn đề này. Hiện tại, hắn cuối cùng đã trở nên thông suốt được 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 hồ vinh hải nhìn chằm chằm vào lăng hàn từ giờ khắc này hồ gia cùng ngươi không chết không dừng cho dù là thiên vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi lăng hàn cười ha hả ngươi cũng không phải là thiên vương lão tử làm sao biết được có cứu được ta hay không hơn nữa hồ gia lại có mạnh như vậy sao người trẻ tuổi người quá cuồng vọng hồ vinh hải uy nghiêm đáng sợ nói lăng hàn nhìn đối phương lắc đầu ngươi hình như quên mất cánh tay của mình là gãy thế nào những lời này cho chúng chỗ đau của hồ vinh hải hắn chính là bị oan còn không có phát huy ra thực lực cường đại nhất của mình đã bị lăng hàn đánh cho tàn phế điều này làm cho hắn vừa nghĩ tới đã muốn thổ huyết ngày hôm nay máu của ngươi nhất định phải trải ra ở nơi đây hắn thốt ra lời uy hiếp a à, muốn giết binh sĩ của ta không hỏi trước xem liên tuyết dung ta có đồng ý hay không giọng điệu lãnh đạm thản nhiên lại dễ nghe vang lên Liên tuyết dung từ bên ngoài đi vào, nàng vẫn trang phục bằng da màu đen, hoàn toàn lộ ra dáng vẻ dáng nóng bỏng của nàng. Nhìn thấy nàng, không ít người đều ngầm nuốt nước miếng. Trong hồ cứ thành, đóa hoa hồng gợi cảm có gai này khiến cho không ít người chú ý. Nhưng liên tuyết dung chẳng những là hoán huyết tam biến, còn là kỳ chủ của huyền thanh kỳ. Vậy ai dám mạnh mẽ ép một vị tướng lĩnh đế quốc, còn không sợ bị chém đầu sao? Hóa ra là liên kỳ chủ, không tiếp đón từ xa hồ vinh hải ngoài cười nhưng trong không cười ban đầu hắn muốn giơ tay ra lại phát hiện hai cánh tay mình đã gãy biểu tình trên mặt tất nhiên càng thêm hung ác độc địa nàng tới thật đúng lúc hắn gật đầu thủ hạ binh sĩ này của nàng cứng rắn xông vào hồ phủ cả ta ngang nhiên giết người vẫn mong liên kỳ chủ bắt hắn giao lại cho hồ gia ta tới xử trí liên kỳ chủ lại là thủ lĩnh của huyền thanh kỳ huyền thanh kỳ không phải là tuân thủ pháo luật bảo vệ công dân chúng ta sao có người của Hồ Gia giọng điệu không tốt, nói, chương 3618, cường giả phân ra, hai. Vẫn mong liên kỳ chủ bắt tên hung thủ này, mời liên kỳ chủ ra tay. Hồ Gia người đều nói, không phải, không phải, hoán tuyết vội vàng biện bạch, là bọn họ bắt ta đến nơi này, thiếu gia vì cứu ta mới xông vào, thật sự không liên quan tới thiếu gia. lang Hàn lại cười, chuyện chính là như vậy, thị nữ của ta bị người ta bắt đi. Sau khi trải qua điều tra của ta, ta phát hiện là do hồ gia gây nên. Vì đề phòng hồ gia đưa người rời đi, ta liền không kịp xin ý kiến của kỳ chủ, lại trực tiếp ra tay. Nói bậy, hồ gia ta là tồn tại thế nào? Sao lại làm chuyện bắt người này? Hồ Vinh Hải hừ một tiếng, tiểu cửu nhà ta coi trọng thị nữ của hắn, hỏi hắn mua về. Nhưng ác tử này lại có thể đổi ý, ở trong ngày vui chạy tới nơi này quấy rối, ngang nhiên giết người. Liên kỳ trưởng, lão phu hỏi nàng, hắn làm chuyện ác như vậy, với nên xử trí như thế nào? À, 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 công phu trả đũa này thật là tốt cứng rắn nói một chuyện vốn không có lý trở thành chuyện có lý thật sự biến người thi bạo thành người bị hại lăng hàn cảm thấy mình vẫn còn xa mới đạt được trình độ vô sỉ như vậy đúng còn có không gian tiến bộ cực lớn liên tuyết dung thản nhiên nói được ta dẫn người trở lại điều tra rõ chân tướng sau đó tất nhiên sẽ cho hồ ra một câu trả lời thỏa đáng lời này chính là đang bao che cho lăng hàn liên kỳ chủ nàng không cảm thấy làm vậy là quá đáng sao. Hồ Vinh Hải lộ ra vẻ uy nghiêm đáng sợ nói, lẽ nào nàng không nhìn thấy, thi thể của tiểu cửu nhà ta vẫn đang nằm trên mặt đất sao. Đôi mắt đẹp của Liên Tuyết rung trợn trừng lên, hiện tại ta tính dẫn người rời đi, người dám ngăn cản ta sao. Hồ Vinh Hải nhất thời nghẹn lời. Có người nào không biết liên tuyết dung tính tình nóng này, hơn nữa còn cực kỳ bao che khuyết điểm. Nàng thật sự dám làm loạn, đổi lại là thời điểm khác, hắn cho dù yếu hơn một cảnh giới nhỏ cũng không sợ hãi đánh một trận. Nhưng bây giờ hai cánh tay hắn bị phế, hắn làm sao có thể chống đỡ được một người tam biến cường đại. Ha ha, liên kỳ chủ uy phong thật lớn, lại một âm thanh vang lên, liền thấy một lão già tóc trắng đi vào đại đường. Hắn tuy rằng nhìn qua dáng vẻ cực kỳ già nua, nhưng huyết khí toàn thân lại là cường thịnh đến cực hạn. Giống như trong cơ thể hắn có một con hung vật đang ẩn nấp, muốn nhảy vọt ra đả thương người khác. Bái kiến lão tổ tông, nhất thời, đám người hồ gia ai cũng quỳ xuống đất bái lạy lòng tin tăng vọt đây là lão tổ tông hồ gia hồ sán cường giả hoán huyết tư biến hắn một tay sáng lập ra hồ gia dẫn dắt hồ gia tới vị trí sáu tiểu hào môn ở hồ cứ thành là trụ cột tinh thần của hồ gia hồ sán khoát tay áo nói tất cả đều đứng lên đi người của hồ gia đều đứng lên mỗi người đều khôi phục lại vẻ ngạo mạn lúc trước lão tổ tông cũng đã xuất hiện còn có vấn đề gì nữa mày liếu của liên tuyết dung hơi nhíu lại Hồ Sán lại là cường giả tứ biến, cảnh giới còn cao hơn nàng. Nếu như thật sự động thủ, khả năng nàng không địch nổi còn lớn hơn. Chỉ có điều, lấy tính cách bao che khuyết điểm của nàng, làm sao có thể biết khó mà lui. Hồ gia chủ, nàng lên tiếng chào hỏi, tiểu nha đầu, đi thôi. Hồ Sán phất phất tay, hắn tuy rằng cũng rất muốn lưu liên tuyết dung lại, nhưng không thể không e ngại thân phận kỳ chủ huyền thanh kỳ của nàng. Đây là tượng trưng cho hoàng quyền huyền Bắc Quốc dám ra tay đối với tướng lĩnh triều đình, điều này không khác nào phản quốc. Liên Tuyết Dung gật đầu, nói, được, chỉ cần hồ gia chủ giao hai người này cho ta, ta lập tức đi. Ha ha ha, hồ sán cười to, nhưng biểu tình lại cực kỳ lạnh lẽo. Hắn ngừng cười to, lãnh đạm nói, Liên Kỳ Chủ, yêu cầu này của nàng thật sự hơi quá. Xem ra, Lão Phu không thể làm gì khác hơn là bắt nàng lại trước. Hồ Sán vô cùng quyết đoán, một khi quyết định ra tay, liền không có chút do dự nào trực tiếp tấn công ra ầm um, huyết khí của hắn cuồn cuộn trùng thiên hóa thành một hình người màu thủy tinh cái gì liên tuyết dung quá sợ hãi đây là huyết khí ngưng tụ thành người tư biến huyết khí ngưng tụ thành binh khí ngũ biến huyết khí ngưng tụ thành người hồ sán không phải tư biến mà là ngũ biến cái này nguy rồi liên tuyết dung trực tiếp sôi trào khí huyết trong nháy mắt lực lượng tăng lên gấp 3. ở dưới hoán huyết cảnh bạo phát có thể nâng cao lực lượng gấp 2 đến 3 lần Cụ thể là bao nhiêu Lại quyết định bởi rất nhiều nhân tố Giống như thông mạch cảnh đánh xuống nền tảng Vẫn giống như tu luyện công pháp rất tệ Sự thực Cực hạn bạo phát gấp 3 lần như vậy Thật sự không có mấy người làm được Yêu cầu rất cao Hoán huyết cảnh bình thường cũng có thể bạo phát ra lực lượng gấp 2 lần Có thể đạt được gấp 2,5 lần Tuyệt đối có thể tính là cấp bậc thiên tài Nhưng mà Liên tuyết dung bạo phát đạt tới 2,6 lần ầm. Um, Hồ Sán cùng Liên Tuyết Dung đấu với nhau một chiêu, thân hình hai bên đều run lên, một lần không phân thắng bại. Chợt nhìn, Liên Tuyết Dung hoàn toàn không chịu thiệt chút nào. Nhưng nàng lại là huyết khí sôi trào bạo phát mới có lực lượng như vậy, tất nhiên còn xa mới bằng được Hồ Sán. Không hổ danh là Liên Kỳ Chủ, Hồ Sán gật đầu, tuổi còn trẻ ngồi ở vị trí kỳ chủ trong bốn đại kỳ, lực lượng này nâng cao vượt qua 2,5 lần. Liên Tuyết Dung chậm rãi gật đầu, 2,6 lần, thực sự kinh người hồ sán khen, đáng tiếc, lão phu đã bước vào ngũ biến, nàng căn bản không có khả năng, có hy vọng thắng được. Huống gì còn muốn dẫn theo hai người rời khỏi đây, liên tuyết dung không nói gì, đối phương nói không sai, nàng không có khả năng dẫn lăng hàn và hoán tuyết rời đi. Nhưng để cho nàng rời đi như thế, nàng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Lăng hàn chính là đội phó của huyền thanh kỳ, cho dù hắn phạm vào tội cực lớn, cũng sẽ xử trí theo quân pháp. Vẫn không cần hồ gia chủ xen vào. Hồ gia chủ cũng không có tư cách nhúng tay vào, chỉ là sau khi dừng lại một chút, nàng lại lạnh lùng nói. Lăng Hàn âm thầm gật đầu, liên Tuyết Dung tuy rằng bình thường lạnh như băng, nhưng đối xử với thuộc hạ, nàng quả thực rất tốt, là một người chủ tốt. Vậy đừng trách lão phu không khách khí." Hồ Sán xuất thủ lần nữa, ầm, hắn nhảy lên một cái đến, phát ra tiếng nổ khủng khiếp, sóng âm lan ra. Ầm ầm ầm, những đồ vật, bàn ghế ở bốn phía xung quanh đều bị đánh bay chương 3619, pháp khí, tốc độ một đòn này của hắn đã đạt tới vận tốc âm thanh. Bằng không không có khả năng xuất hiện tiếng nổ, tốc độ gia quyền, xuất trường, xuất kiếm khi đạt được vận tốc âm thanh thậm chí vượt quá, cũng không hiếm. Vừa vận tốc độ thân thể đạt được vận tốc âm thanh kinh người. Bởi vì điều này đối với thể phách có yêu cầu đáng sợ. Nếu không, cho dù có thể phát huy ra tốc độ cao như vậy, nhưng thân thể cũng sẽ ở trong quá trình chạy vội tan ra. Thịt, xương chia liệt, vô cùng thê thảm, cho nên, thân thể hồ sán có thể tăng nhanh đến vận tốc âm thanh, nói rõ khí lực của hắn mạnh mẽ vẫn còn đáng sợ hơn so với tinh sát được luyện. Liên tuyết dung vội vàng ra tay, đối mặt với một địch thủ lớn như vậy, nàng không thể có một tia sơ suất. Ha ha, liên kỳ chủ, người còn non lắm, hồ sán vừa ra tay vừa nói, huyết khí của hắn biến thành hình người cũng đang không ngừng tấn công về phía liên tuyết dung. Đây là áp lực trên phương diện tinh thần, không phải là công kích vật lý. Chỉ có điều, bởi vì đây là áp lực trên phương diện tinh thần căn bản không có chỗ nào có khả năng lẩn tránh liên tuyết dung cũng nâng cao huyết khí của mình hóa thành một con chim ba chân cùng huyết khí tiểu nhân của hồ sán chiến đấu kịch liệt nhưng tranh lệch hai cảnh giới nhỏ tranh lệch này quá lớn con chim ba chân rất nhanh bị xé nát khiến cho gương mặt liên tuyết dung trắng bệch tinh thần gặp khó khăn tất nhiên sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới bản thân trực tiếp ngất đi cũng không phải là không có đây là áp chế cảnh giới Liên Tuyết Dung biểu hiện ra sự dẻo dai tới cường đại. Cho dù hiện tại đầu nàng đau giống như muốn nứt ra, cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu tới chiến lực của nàng. Nàng vẫn chống lại rất ngoan cường, hồ sán cười lạnh, ầm, trong cơ thể hắn phun tuôn ra huyết khí màu sắc giống như thủy tinh. Lực lượng thoáng nâng lên tới một độ cao mới, hắn cũng sôi trào huyết khí, cường giả ngũ biến lại sôi trào huyết khí. Chiến lực này phải kinh khủng tới mức nào, liên tuyết dung nhất thời gặp áp lực cực lớn, tình thế chuyển tiếp đột ngột, trượt về phía hoàn cảnh xấu. Chân áp cho lão phu, hồ sán hét lớn một tiếng, một trường đánh tới, kinh lực biến hóa thành hàng vạn hàng nghìn, đây là một cái đại chiêu, là muốn chân áp liên tuyết sung. Cường giả ngũ biến bạo phát, tam biến làm sao có thể ngăn cản được. Mắt thấy liên tuyết sung cũng bị chân áp, vù, một cái bóng màu vàng lao ra, hình dạng giống như một con rắn, quấn về phía hồ sán. Hồ sán vội vàng lui lại phía sau, tránh được thế tấn công của kim xà. Chỉ thấy ở trong tay Liên Tuyết Dung đã có thêm một cái roi màu vàng, có từng ký hiệu đang phát sáng. "Pháp khí." Hồ Sán nói, sắc mặt có chút nghiêm nghị. "Pháp khí có thể nâng cao cực lớn chiến lực của một võ giả. Có pháp khí ở trong tay hay không, có thể là hai loại chiến lực khác nhau." "Hồ gia chủ, vẫn mong để cho ta dẫn người rời khỏi đây." Liên Tuyết Dung thản nhiên nói, lại là sự kiên quyết nói không nên lời. Nực cười, ở ta Hồ gia giết người, còn muốn phủi mông một cái rứt áo ra đi sao? hồ sán cười lạnh liên tuyết dung ngươi quá đề cao mình quá rồi cho rằng chỉ có ngươi mới nắm giữ pháp khí sao lão tam đi lấy pháp binh được hồ triều sinh lập tức nhanh chân chạy vào nội đường lăng hàn còn không nhanh chóng theo ta rời khỏi đây liên tuyết dung nói hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để rời khỏi đây nếu không một khi hồ sán cũng có pháp binh nàng sợ rằng sẽ không địch lại nổi lăng hàn cười nói kỳ chủ đại nhân hồ cầu cướp thị nữ của ta ta tới đòi người còn bị bọn họ nhầm vào, muốn đánh ta giết ta. Cho nên, ta tử hình hồ cầu tại chỗ, nhưng, hiện tại thái độ của hồ gia lại có thể vẫn như vậy, hoàn toàn không có chút hối cải nào. Ta cho rằng, chắc hẳn phải bắt giam tất cả, bắt giam cái đầu ngươi, cái mạng nhỏ của ngươi cũng khó giữ được, liên tuyết dung quả thực bất đắc dĩ, thủ hạ này có thiên phú võ đạo yêu nghiệt, thế nào hiện tại lại có thể trở nên đần như vậy. Hắc, ha ha ha, hồ sán cười lạnh, Lang đội trưởng thật đúng là ghét ác giống như thù, đáng tiếc tinh thần trọng nghĩa này của ngươi sẽ chỉ làm ngươi đưa tiến tính mạng của mình. Lang Hàn Liên Tuyết dung cất cao giọng nói, Lang Hàn đứng dậy nói, Kỳ chủ nàng giúp ta để ý Hoán Tuyết ở đây, ta tới đối phó ngươi đối phó ngươi lấy cái gì đối phó chứ? Ngươi chỉ là một thông mạch cảnh Liên Tuyết dung quả thực bất đắc dĩ, gia hỏa này dựa vào cái gì mà có tự tin như vậy? Ngươi trẻ tuổi phải biết thu liếm, không nên quá điên cuồng. Hồ Sán lạnh lùng nói, lúc này, Hồ Triều Sinh đã trở về, đưa qua một thanh kiếm. Đáng tiếc, ngươi không có cơ hội học được giáo huấn. Hắn nhìn chằm chằm vào Lăng Hàn, trường kiếm trong tay lóe ra hàn quang. Liên Tuyết Dung muốn đón đánh, nhưng Lăng Hàn lại giành trước một bước đứng dậy, đưa tay cản lại. Kỳ chủ đại nhân, loại gia hóa này sao cần ngài phải ra tay? Để cho ta tới giải quyết, khẩu khí thật là lớn. Hồ Sán hừ lạnh một tiếng, một bước vào tới. Hai người các ngươi cùng lên đi, cũng tiện tiết kiệm cho lão phu một ít khí lực. Liên Tuyết Dung suy nghĩ một chút, lùi ra phía sau vài bước. Nếu Lăng Hàn có lòng tin như vậy, cứ xem thực lực của hắn trước đã. Dù sao tin tức nàng vừa nhận được, đã để người ta đi thông báo với phủ thành chủ. Tin tưởng qua nửa canh giờ sau, thành chủ đại nhân sẽ đích thân hoặc chỉ ít sẽ phái ra một quản gia đến đây. Có cường giả cực cốt cảnh trấn thủ, hồ gia này tất nhiên không dám làm loạn. Thằng nhãi con, hồ Sán cười lạnh, một trường ép xuống. Lăng Hàn cũng không có dự định sẽ dùng lực chống lại. Đây chính là một cường giả siêu cấp đã khiến huyết khí sôi trào. Trực tiếp đối đầu nhất định là một con đường chết. Hắn nghiêng người một cái, sau đó ra quyền. ầm, um, lực lượng tuôn ra, vượt qua vận tốc âm thanh, hóa thành một nắm đấm cực lớn. Chút tài mọn, hồ sán cười lạnh, căn bản không để ý tới công kích của Lăng Hàn, trực tiếp xông qua. ầm, um, lực quyền đánh vào trên người của hắn, khiến cho thân thể hồ sán thoáng chấn động, lập tức dừng gờ lại cái này biểu tình hồ sán có chút lúng túng mới vừa nói là chút tài mọn thể hiện ra bộ dạng xem thường nhưng trong nháy mắt hắn đã bị chút tài mọn này ngăn cản lại đây không phải là đánh vào mặt sao